Theo Sara 24, WAM, cổng thông tin tiếng Anh và tiếng Ả Rập hàng đầu dành riêng cho Sara và UAE. Hoàng thân Sultan bin Mohammed al-Qasimi, ủy viên hội đồng cấp cao và là người cai trị Sara, đã chứng kiến sự ra mắt giai đoạn thử nghiệm của hệ thống vận tải đường sắt trên cao Skyway Unisca tại Công viên Công nghệ và Sáng tạo của Sara Research, gọi tắt là SRTIP. التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية. Điều này đã xảy ra trong chuyến viếng thăm của Hoàng thân tới SRTIP, nơi ông đã kiểm tra công việc của dự án cũng như một thử nghiệm cho một trong các Unicars. حول آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع. وتابع صاحب Hoàng السمو thân đã وكيل được các quan شركة chức أيضا SRTIP giới thiệu تóm tắt về những phát triển مới nhất và tình trạng của các công nghệ được sử dụng trong dự án. Ông cũng là nhân chứng cho sự khởi đầu của giai đoạn thử نghiệm Unica. عقب ذلك انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. SRTIP là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất và tiên tiến nhất về giao thông thông minh trên thế giới. Trọng tâm chính là phát triển các khái niệm giao thông đô thị hiện đại, phát triển và thử nghiệm các công nghệ ở Sara trước khi chúng được bán trên toàn thế giới. Skyway Greentech đã bắt đầu tại chỗ với việc xây dựng 3 đường thử Skyway có khả năng vận chuyển hàng hóa và hành khách. Từ đầu công viên là đường sân bay Sara, đến cuối công viên là đường Wayle, hiện thân của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các ngân hàng đầu tư và các ngành học thuật. ليتم تسويقها لاحقا في كبرى العواصم العالمية. Thử nghiệm tầm ngắn đã được tiến hành và dự án có kế hoạch đưa Unica trên các tuyến đường dài hơn trong tương lai gần. لاحقا دعانا سموه لموقع بناء طريق خرفكان. العمل لم يكن مكتملا حينها. Giám đốc điều hành của SRTIP, Hussein Al-Mahmoudi, tuyên bố rằng đó là một phần trong kế hoạch toàn diện và nỗ lực dành các phòng thí nghiệm Skyway cho SRTIP, biến thành phố Sara thành một thành phố tương lai bền vững theo chính sách của Hoàng thân Quốc vương bin Mohammed Qasimi, ủy viên hội đồng cấp cao và người cai trị Sara. أطلقنا على شركتنا بالشارقة اسم Skyway Greentech. Ông Anatoly Yunitsky, chủ tịch của Skyway, cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện mà dự án nhận được tại SRTIP. Ông cũng lưu ý rằng Sara đã được lựa chọn cẩn thận là chủ nhà của dự án, sau khi các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng Sara là nơi tổ chức tốt nhất vì vị trí chiến lược và cạnh tranh trong khu vực và các kết nối học thuật của SRTIP được đặt tại thành phố đại học. بين القطاع الاستثماري الخاص ممثلا بالشركة المنفذة Tham gia vào giai đoạn bắt đầu thử nghiệm, ngoài Hoàng thân còn có Mohamed Obay Al-Zabi, người đứng đầu Bộ phận Nghị định thư và Khách sạn, Tiến sĩ Enrashid Aliem, Chủ tịch Cơ quan Điện và Nước Sara, Abdullah Salem Al-Tarifi, Chủ tịch Quỹ An ninh Xã hội Sara, Kỹ sư Salabin Bouti Al-Muhairi, Cố vấn của Cục Kế hoạch và Khảo sát Sara, Tiến sĩ Kevin Mitsen, Hiệu trưởng của Đại học Hoa Kỳ tại Sara và rất nhiều học giả công chức khác. تواكب النمو الكبير والحاجة الملحة في المدن الكبرى لهذا النوع من وسائل التنقل الآمنة. Hello, vâng, lại là mình đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình live stream của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Vâng, hôm nay tiếp tục chương trình live stream để chúng ta hãy cùng nhau đọc cuốn sách Nhà Kỹ sư Thế Giới. Và hôm nay là một
ngày thứ bảy. Ngọc Bình xin chúc cho quý vị và các bạn chúng ta có một ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, quý vị và các bạn đã có mặt ở live stream này thì không quên hãy chia sẻ giúp cho Ngọc Bình một vài lần, và chúng ta hãy tag tên các nhà tài trợ vốn của chúng ta để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cuốn sách Nhà Kỹ Sư Thế Giới Mới. Và chúng ta đã bước sang qua phần 6 trong ngày hôm qua, và tiếp tục ngày hôm nay thì Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị phần 7 và phần 8 trong cuốn sách Nhà Kỹ Sư Thế Giới. Vâng, rất là tuyệt vời khi mà Ngọc Bình được sự quan tâm, ủng hộ của rất là nhiều quý cô chú anh chị đã có mặt tại live stream này. Ngọc Bình xin gửi lời chào đến tất cả quý cô chú anh chị. Xin gửi lời chào đến em Vòng Kim Hải. Xin chào em Đồng Công. Xin chào Đàm Thủy. Xin chào anh Nguyễn Thế Mỹ. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Xin chào Phương Ly Tô. Hello anh Giang Nguyễn. Xin chào Hoa Hoa. Và xin chào buổi sáng đến Hiên Lý đúng không ạ? Xin chào Nguyễn Thu. Vâng, em Nguyễn Thu là một trong những nhà tài trợ vốn cũng rất là tuyệt vời, cũng đang cùng là cánh tay lối dài để chia sẻ công nghệ UET đến rất là nhiều quý cô chú anh chị. Và xin chào chị, xin chào cô Bùi Hòa, xin chào chị Hoàng Nhan, xin chào Phạm Như Thủy, vâng anh Nguyễn Huy Nhu, xin chào Nguyễn Lâm, xin chào Tâm Phúc. Quý vị hãy chia sẻ giúp cho Ngọc Bình một vài lần để chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị công nghệ này. Và chúng ta được biết là hiện nay thì chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15 cho quá trình được tài trợ vốn, góp vốn cho công nghệ giao thông thông minh này. Và hiện nay thì chúng ta cũng đã có được rất là nhiều các đơn hàng hợp đồng rồi. Và Ngọc Bình được biết rằng là theo nguồn thông tin thì trong tuần này, có nghĩa là từ nay... ngày hôm nay thứ bảy rồi, ngày mai chủ nhật thì có lẽ là chúng ta sẽ sớm thấy con tàu Ulibert 25 chỗ được đặt trên đường thử 2,5 km. Và trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thấy con tàu này được chạy thử nghiệm trên đường thử 2,5 km để đạt được với tốc độ là 150 km/h. Vâng, và từ đó thì chúng ta sẽ thấy bùng nổ các kênh thông tin truyền thông uy tín. Và trong thời gian vừa qua thì trên Facebook, trên Zalo thì quý vị đã thấy rồi. Có rất là nhiều các nhà tài trợ vốn lớn ở Việt Nam cũng đã và đang nhìn thấy cơ hội này, và họ đã tranh thủ gom cho mình rất là nhiều triệu cổ phần trước khi kết thúc các giai đoạn cho chúng ta tài trợ góp vốn vào dự án này. Vâng, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa, Ngọc Bình đã thấy rất là nhiều quý cô chú anh chị có mặt ở live stream này rồi. Xin chào em Nguyễn, xin chào em Nguyễn Tính này. Xin chào Hà Hiền, xin chào Huỳnh Vi, xin chào Thu Hiền, rất tuyệt vời đúng không ạ? Hello em Mạc Lý, Yuriskai. Vâng, những nhà tài trợ vốn rất là tâm huyết, liên tục nỗ lực để chia sẻ đến tất cả quý vị những thông tin mới cũng như là những giá trị về dự án, và để cho chúng ta hiểu được và để chúng ta nắm được những cái cơ hội để sở hữu cổ phần của Tập đoàn Công nghệ Giao thông Thông minh này. Trong rất là nhiều các trang sách, các phần sách mà Ngọc Bình đã chia sẻ cho quý vị trong cuốn sách Nhà Kỹ Sư Thế Giới thì ngài Anatoly Zhukin đã nhiều lần nhắc đến những lời cảm ơn, biết ơn đến tất cả các nhà tài trợ vốn trên 220 quốc gia. Và hiện nay thì chúng ta đã có, hiện nay chúng ta đã có là hơn 500.000 nhà đầu tư ở 220 các quốc gia đã tài trợ vốn cho công nghệ này. Và ngài Anatoly Zhukin vô cùng biết ơn khi mà chúng ta đã chung một cái ý tưởng và luôn luôn ủng hộ ý tưởng cho ngài Zhukin. Và ngài cũng đã rất là nhiều lần đề cập đến vấn đề là lựa chọn hình thức góp vốn cộng đồng để cho chúng ta có quyền được sở hữu cổ phần. Vì 5 lần 7 lượt thì quý vị và các bạn cũng đã theo dõi trong cuốn sách Nhà Kỹ Sư Thế Giới rồi. Chúng ta thấy 5 lần 7 lượt thì ngài Zhukin đã bị các đối tác, có thể là những đối tác mà mong muốn để tài trợ vốn cho công nghệ này, nhưng họ muốn tước đoạt đi cái quyền sở hữu trí tuệ của ngài Anatoly Zhukin. Và lần cuối cùng thì ngài Zhukin đã lựa chọn cho mình bằng cách là trên thông tin, tất cả những thông tin của dự án sẽ được trình bày trên Internet, và từ đó để thu hút được những sự quan tâm của những người tích cực ủng hộ dự án giống như là Ngọc Bình hay tất cả chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta đã thấy nhờ việc gọi vốn cộng đồng nên là dự án đã đạt được những kết quả rất là lớn, đặc biệt là ở trung tâm thử nghiệm ở Sara, thì đây là một bước đi rất là quan trọng để từ đó hình ảnh cũng như là công nghệ Ulisky đã đi đến tất cả các quốc gia, và chúng ta được biết tiếng vang rất là lớn. Vì tại Sara cũng như là tại UAE
thì công nghệ Ubisky trên Technology đã được ủng hộ rất là mạnh mẽ, đặc biệt là Dubai, đặc biệt là Sara, rồi Zayed Al Khayman. Và trong những cái thời gian tới thì quý vị đã thấy có rất là nhiều những hợp đồng đã được công bố tại khu vực của UAE cũng như là Trung Đông. Ngoài ra thì chúng ta thấy một số các quốc gia cũng đã ủng hộ như là Ấn Độ hay là Indonesia hay là rất là nhiều quốc gia khác như là Peru, rồi là Lesotho, rồi là Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không ạ? Rất là nhiều các cái chương trình về triển lãm cũng đã diễn ra. Vâng, và không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì ngay sau đây xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng với Ngọc Bình tiếp tục sang phần 7 và phần 8 của cuốn sách này. Và rất là cảm ơn quý vị các bạn đã tác tên. Xin cảm ơn em Kiều Phượng đã tác tên các nhà tài trợ vốn để chúng ta cùng nhau đọc sách. Vâng, xin chào Dr. Smell. Xin chào chị Thúy Doãn. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cuốn sách này. Quý vị có nghe rõ không ạ? Chúng ta hãy để một chút nhạc du dương đúng không ạ? Để chúng ta vừa đọc sách vừa nghe chút nhạc trong một buổi sáng thứ bảy tuyệt vời như thế này. Nếu quý vị các bạn nghe rõ và âm thanh của tiếng nhạc không quá ồn thì quý vị có thể comment giúp Ngọc Bình con số 68 được không ạ? Quý vị có thể comment giúp cho Ngọc Bình con số 68 được không ạ? Vâng, quý vị các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần 7 của cuốn sách Nhà Kỹ Sư Thế Giới. Phần 7 có tựa đề là Khó khăn hiện tại và nhiệm vụ tương lai. Những triển vọng được tôi mô tả, những điều mà mở ra trước mắt chúng tôi ở UAE thực sự đáng kinh ngạc. Những gì tôi đã ít hơn thực tế, những gì tôi đã làm. Những điều đã mở ra trước mắt của chúng tôi ở UAE thực sự đáng kinh ngạc. Những gì tôi kể ra đã ít hơn thực tế rất nhiều. Tuy nhiên tôi đã quá nhiều lần vấp ngã nên không thể lạc quan vô điều kiện được. Trong trường hợp này có nhiều điều sẽ phải được giao trước. Sau khi thực hiện thành công những dự án đầu tiên ở UAE, tất cả những cánh cửa khác sẽ được mở ra, vận tải đường dây sẽ có thể được áp dụng ở mọi nơi. Tất cả những gì tôi đã mơ ước suốt cuộc đời này sẽ được thực hiện hóa. Tuy nhiên, cái giá cho sai lầm ở quốc gia này là vô cùng lớn. Tôi biết rất là nhiều câu chuyện để có thể đánh giá về điều đó. Cá nhân tôi cũng phải đối mặt với nhiều tập quán địa phương. Ví dụ như là một công ty có tiếng hứa hẹn sẽ xây dựng vòng đu quay lớn nhất thế giới, gấp rưỡi so với chiếc ở London. Họ đã được giang tay đón tiếp lồng hậu khi quá trình xây dựng đã khởi công và có việc xảy ra không theo ý muốn, khiến cho công trình bị nghiêng. Tất cả những người tham gia dự án đều bị truy cứu trách nhiệm. Những trường hợp như thế trong đó không phải là hiếm. Không chỉ một hành động sai sót mà ngay cả một lời nói bất cẩn cũng có thể đặt dấu chấm hết cho bất kỳ khởi điểm nào. Vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh chính phủ ở Dubai, nơi chúng tôi mang phương tiện vận tải của mình đi trình diễn, tôi đã được phỏng vấn. Trong đây tôi có bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả trong dự án Hyperloop của Mỹ. Dự án được đề xuất thực hiện vận chuyển bằng cách sử dụng các khoang lăng đặc biệt di chuyển trong đường ống khí loãng trong chân không. Chính phủ của một trong những tiểu vương quốc có đầu tư nhất định vào việc phát triển dự án này. Tôi đã phát biểu rằng là so với việc tiêu tốn thời gian dành cho quá trình điều áp khi vào và ra khỏi đường ống thì vận tải đường dây cao tốc đi trong bầu không khí trong thường sẽ có thể đưa hành khách và hàng hóa đến đích nhanh hơn nhiều. Điều này được một số cá nhân coi là sự xúc phạm đối với các nhà nước, đối với các nhà chức trách đã đầu tư vào dự án Hyperloop, mặc dù tôi không có ý đó. Việc chúng tôi tham dự hội nghị thượng đỉnh cũng như là một số các thỏa thuận đang được chuẩn bị ký kết đã bị đặt dấu chấm hỏi. Tôi đã không tranh cãi mà đã đồng ý thừa nhận sai lầm của bản thân. Đồng thời tôi nhận thức được rằng việc chúng tôi tham gia hội nghị thượng đỉnh và việc đưa tin về nó trên các phương tiện truyền thông địa phương có tác động lớn so với chi phí bỏ ra của tôi. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, chúng tôi đã trả chi phí cho việc marketing và trên thực tế thì chi phí bỏ ra mang lại kết quả khả quan. Trường hợp này và rất là nhiều lần khác đã giúp tôi có thể hiểu được nhiều điều, đặc biệt việc không hoàn thành nghĩa vụ, kể cả nghĩa vụ được giao bằng lời nói, có thể dẫn đến hình phạt nghiêm khắc nhất.
không chỉ đối với tôi mà còn đối với toàn bộ tập thể chúng tôi. Tất cả những người chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc là gián tiếp về thành công hay thất bại. Các kỹ sư thiết kế dự án, thiết kế kết cấu, thiết kế mỹ thuật và các nhân viên khác. Ngoài trách nhiệm của tôi và các đối tác Ả Rập, còn có cả những lời hứa hẹn của tôi với các nhà đầu tư. Tất cả đều liên quan tới nhau. Trong trường hợp thất bại, lời chào. Trong trường hợp thất bại, lời bào chữa sẽ không có tác dụng đối với bất kỳ phía nào. Mọi thứ đã được đặt lên bàn cược. Có vẻ như tôi đã tiến đến việc này trong suốt cuộc đời của mình. Và khoảnh khắc sự thật sẽ đến. Bản thân tôi là ai khi đối mặt với nó? Điều gì làm tôi khác biệt hôm nay so với người của tôi vào năm 1977? Khi cuối cùng tôi đã hình thành ý tưởng về phương tiện vận tải địa vũ trụ toàn hành tinh và nộp đơn đăng ký sáng chế đầu tiên. Con người có thay đổi không? Không bao giờ nên mong đợi rằng mọi thứ sẽ diễn ra như đã định. Tuy nhiên, không nên từ bỏ việc thực hiện ý định, cúi đầu trước sự vĩ đại của hoàn cảnh bên ngoài. Sức người hiếm khi có thể thay đổi được những điều đó, nhưng ta có thể vượt qua và giành chiến thắng. Để làm được điều này, ta cần nhìn rõ mục tiêu và tiếp tục hướng tới nó, dù thế nào đi chăng nữa. Khi vẫn còn sức đứng dậy sau những vấp ngã, tôi đồng ý rằng công thức thành công thực sự rất đơn giản. Tiến lên từ thất bại này đến thất bại khác và sự nhiệt tình không ngừng tăng lên. Con người không có mục tiêu cũng như là con thuyền lơ lửng vô định. Anh ta sẽ bị trôi dạt kiệt sức vì đói khát và thể chất về tinh thần bị bao quanh bởi không gian và thời gian vô nghĩa. Không thể phân biệt định hướng trong không gian và thời gian. Cứ thế mà chết dần, chết mòn. Câu chuyện của tôi là câu chuyện về sự đấu tranh và thất bại. Chính vì lý do này mà nó tồn tại và tôi dám tin rằng có thể được ai đó quan tâm. Không có đấu tranh thì câu chuyện sẽ không được viết nên. Không có mục tiêu, bất kỳ cuộc đấu tranh nào cũng sẽ bị thất bại. Liệu tôi có thể chống lại được sự tấn công dữ dội của Tòa án Liên Xô, sự tiêu cực liên tục từ phía người vợ đầu tiên của tôi, sự đàn áp của KGB và sự phản bội của bạn bè? Nếu tôi không biết tại sao tôi phải duy trì và nuôi dưỡng sự vững vàng trong chính mình? Tất nhiên là không. Liệu tôi có thể duy trì thái độ bình thường đối với mọi người sau bao nhiêu điều tồi tệ mà tôi đã chứng kiến và trải qua nếu tôi không hiểu rằng chỉ với sự giúp đỡ của họ tôi mới có thể tiếp tục? Tôi nghĩ rằng đáp án vẫn là không, bởi vì tôi biết mình sẽ đi đâu, mọi thứ sẽ diễn ra đều có ý nghĩa. Mỗi thất bại chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không chắc đã tìm được sức mạnh để tổ chức hội nghị đầu tiên ở Gomel vào năm 1988, nếu không phải là vì vô số phản đối mà ý tưởng phương tiện vận tải toàn hành tinh phải đối mặt. Chưa chắc tôi có thể viết nên cuốn sách chuyên khảo khoa học đầu tiên. Nếu Liên Xô không sụp đổ và một thời kỳ khó khăn không ập đến, tôi sẽ chẳng có thời gian cũng như là sức lực cho công việc đồ sộ này. Tôi sẽ không bao giờ nhận được khoản tài trợ của Liên Hợp Quốc nếu tôi không được sự ủng hộ của các quan chức Beirut vào những năm 1990. Những ví dụ như vậy có thể được nêu ra tiếp nữa. Mỗi trở ngại mới thôi thúc tôi tìm ra những phương pháp mới để vượt qua, cả trong kinh doanh và kỹ thuật. Ngày nay, tôi tự tin rằng không có vấn đề nào mà không có cách giải quyết. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng trong khuôn khổ của các định luật vật lý. Từ nhỏ, tôi là một người nghiện công việc. Điều đó được thừa hưởng từ người mẹ và nuôi dưỡng lên bởi hoàn cảnh. Đến giờ, tính cách của tôi vẫn thế. Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, dành một tiếng để nằm trên giường, suy nghĩ công việc về xây dựng kết cấu và thiết kế, hay đúng hơn, tôi tiếp tục tối ưu hóa toàn bộ các nhiệm vụ kỹ thuật và các vấn đề, từ công nghệ vận tải đường dây đến các chương trình vũ trụ, từ mùn sinh học cho các nhà vũ trụ 10.000 người sinh sống, đến thiết bị bay kiểu mới, từ việc leo các đường dây tới những nhà máy điện kiểu mới, an toàn, thân thiện với môi trường, nơi sẽ tạo lên chất thải là nho. Vâng, chính là quả nho hay quả táo hay bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào khác. Không tập trung cụ thể vào một việc mà lướt qua các vấn đề giống như một nghệ sĩ dương cầm trước buổi hòa nhạc lướt tay trên những phím đàn, đôi khi tôi tìm ra giải pháp vào buổi sáng.
cho vài chục nhiệm vụ nhỏ nhưng rất là quan trọng phát sinh hàng ngày. Đó là bài tập khởi động cho lão bộ, cơ bắp chính của tôi. Thứ thường xuyên cần được rèn luyện rất là nhiều và đều đặn. Tôi bắt tay vào công việc chính ngay sau bài tập khởi động và chuyến đi bộ. Tôi sẽ vẽ ra các giải pháp bằng bút chì trong cuốn sổ dày cộp kẻ ly ô vuông. Đây là nhật ký kỹ thuật của tôi. Hơn 50 năm qua, tôi đã phát triển thành một thư viện nhỏ và hàng trăm tập sổ ghi chép chứa hàng chục ngàn bản vẽ và ý tưởng trực quan. Hầu hết các ý tưởng sẽ ở lại trên giấy, không thể nắm bắt được vật vô định và đôi khi cần thực hiện hàng trăm bản vẽ để tìm ra phương án tối ưu nhất. Và cứ như thế, 7 ngày trong tuần, tôi thường xuyên kết thúc mọi việc vào lúc nửa đêm. Cố gắng sử dụng tối ưu quỹ thời gian của mình. Tất nhiên, tôi không bỏ quên một điều quan trọng, gia đình. Mặc dù có thể dễ dàng kết hợp điều này với công việc trong chuyến du lịch, câu cá, săn nấm, nhưng tâm trí của tôi vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ. Trong 50 năm qua, theo một nghĩa nào đó, tôi đã hoàn toàn bị thu hút với những phát minh của mình. Hầu như mọi thứ diễn ra quanh tôi đều được tôi cảm nhận thông qua chúng. Tất cả những việc tôi làm đều hướng về các phát minh. Do tính chất của công việc nên tôi quyết định tôi phải đi lại rất là nhiều. Năm vừa rồi tôi hầu như đã sống trên máy bay, tuy nhiên tôi không hề bị thu hút bởi các thành phố, di tích lịch sử và những thứ tương tự. Tất nhiên, khi ở cùng với gia đình ở Paris, tôi đã đến thăm tháp Eiffel nhưng chỉ để tận mắt chứng kiến một giải pháp kỹ thuật và thực hiện hóa chúng theo giải pháp chuẩn mực. Mặc dù tôi đã biết về thiết kế của tòa tháp cũng như là việc nó liên tục được sơn và việc sơn lại trong 100 năm qua đã trở lên đắt gấp 3 lần so với giá trị của công trình. Điều đáng nhớ đối với tôi nhất không phải là bản thân tòa tháp mà là những tấm lưới xung quanh nó để những kẻ tự sát không thể nhảy xuống từ độ cao đáng kể. Hàng dài người xếp hàng cũng như là những dòng chữ lặp lại thường xuyên cảnh báo du khách giữ gìn ví tiền của mình. Ở khách sạn, chúng tôi cũng được cảnh báo rằng đừng bao giờ trưng tiền mặt ra ngoài vì chúng tôi có thể bị theo dõi và cướp. Chúng tôi đã thực hiện theo các khuyến nghị và vẫn bị cướp cả gia đình Lareza, tôi và con của chúng tôi. Chúng tôi ăn tối ở nhà hàng, bàn ăn đặt ngoài đường, ba lô được đặt giữa hai chân của chúng tôi dưới gầm bàn. Trong đó có tất cả những vật có giá trị của chúng tôi, hộ chiếu, điện thoại, ví, thẻ ngân hàng, máy tính xách tay. Trong thời gian này chỉ có 3 người tiếp cận chúng tôi, một người phục vụ và người bán hoa, tất cả đều không có ngoại hình của người châu Âu, là những người di cư. Khi Lareza cần lấy điện thoại ra sử dụng, khi thấy chiếc ba lô dưới gầm bàn đã không còn. Cả đêm chúng tôi đã ngồi trong đồn cảnh sát cùng với những người vô gia cư ở Paris. Và cảnh sát di chuyển từ máy ATM này sang máy ATM khác là những tên trộm đã cố gắng rút tiền từ thẻ ngân hàng của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã phải làm giấy tờ thông qua đại sứ quán để rời nước về quê nhà. Đây cũng chính là lý do tại sao trong những chuyến đi tôi thích ở trong phòng của mình, ngồi trước bàn giấy, cầm một cây bút chì, một tờ giấy kẻ ô ly ra làm việc. Tôi thường xuyên thức giấc giữa đêm khi trong đầu lảy ra ý tưởng, tôi sợ rằng mình sẽ quên nếu như không ghi chép lại. Người nhà của tôi đã quen với việc đó, Lareza có thể mang cho tôi một cốc sữa hoặc là đắp chăn lên vai tôi. Nhờ cô ấy mà tôi bớt phải suy nghĩ về một số việc hàng ngày. Tất nhiên cô ấy không bao giờ trách móc tôi về điều này. Bản thân cô ấy hiểu rằng mình lên hỗ trợ từ phía sau, cách tôi 2 bước. Chính xác là 2 bước để bảo toàn không gian riêng cho tôi. Tôi thường xuyên bị mọi người đối xử bất công, tuy nhiên tôi không bao giờ biến mình thành kẻ khốn nạn. Điều đó sẽ thật là vô lý, vì tất cả những gì tôi làm là vì nhân loại. Về nguyên tắc, số lượng lần tôi đã bị lừa dối và phản bội đã nói lên việc đó, bởi tôi tin con người, tin rằng họ có khả năng cải thiện trở nên tốt đẹp hơn. Nền văn minh hiện đại, cách suy nghĩ và hành động mà nó hình thành gợi nhớ đến những trường mẫu giáo. Xét về quy mô lịch sử của hành tinh này, chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Mỗi người trong chúng ta như một hệ quả, chúng ta có thể hờn dỗi bởi những chuyện vặt vãnh. Chúng ta biết phê bình bản thân, chúng ta muốn lấy đi những gì chúng ta thích từ người khác. Chúng ta không hiểu rằng nơi chúng ta sống cần được chăm sóc, chúng ta không nghĩ đến tương lai.
chúng ta hành động theo cảm tính, không theo lý trí. Ngày nay, những sự phản bội mà tôi đã từng chịu đựng ít khiến tôi phải lưu tâm đến. Tôi thậm chí còn chẳng hướng những điều đó ở phía bản thân, mà để lại nó ở sau lưng. Trên thực tế, tôi đã chuyển lượng lớn cổ phần trong những công ty hiện đang xây dựng vận tải đường dây cho Techin, người đã đưa các luật sư đến tước đoạt công ty xây dựng và khu thử nghiệm Oriori để thể hiện lòng biết ơn nhờ sự giúp đỡ. Và thậm chí tôi còn trả lại cho ông ấy 100.000 USD mà ông đã đưa cho tôi vào năm 2000 để mua căn hộ ở Moscow. Mặc dù tôi không cần phải làm như vậy, vì với số tiền này, anh ấy đã mua 3% cổ phần của công ty nghiên cứu và sản xuất Irisky và sau đó tước đoạt hoàn toàn công ty này khỏi tay tôi. Bằng cách nào đó, Kapitolov, người mà tôi coi như đã chết từ lâu, đã liên lạc với tôi. Anh ta đã nói rằng anh ta đang ở một nơi không quá xa xôi trong một nhà tù ở Nga, nhờ vả tôi giúp đỡ cho vợ và ba đứa con của anh ta, với lý lẽ rằng anh ta sẽ vẫn còn có ích đối với tôi. Việc đó làm tôi nhớ lại ở Kiev khoảng 15 năm trước, anh ta đã lấy mọi thứ của tôi và ném tôi ra đường cùng với vợ con và con gái nhỏ, với lời tiễn biệt rằng anh ta sẽ cho tôi vài ngàn đô nếu tôi bò đến chỗ anh ta để xin bố thí trong tương lai. Vậy đó, mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi đã gửi 10.000 đô cho vợ anh ấy, số tiền bố thí mà Sarah đã hứa đưa cho tôi với tỷ giá tương đương ngày hôm nay, và yêu cầu vợ chồng Sarah Kapitolov hãy quên sự tồn tại của tôi một lần nữa, và mãi mãi, bằng cách nào đó, anh ta cũng đã góp phần tạo lên con người của tôi bây giờ. Cuộc sống đã ít thay đổi con người của tôi. Tôi nghĩ rằng bản chất con người chủ yếu sẽ hình thành những năm tháng đầu tiên của cuộc đời và đâu đó tới khoảng 25 tuổi. Tính cách con người sẽ hoàn thiện hoàn toàn. Tất cả những thay đổi khác sau đó chỉ mang tính bề ngoài. Tôi nghĩ rằng mình đã không bị chai sạn. Có thể tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn. Tôi đã được kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã học được từ những sai lầm mà tôi không bao giờ lặp lại nữa. Tin tưởng rằng người khác và có thể trở thành sự cám dỗ làm việc lại với những người đã từng phản bội mình, làm chính trị dính líu tới bọn cướp. Hoặc mặc dù có lẽ bây giờ tôi cũng có thể làm như vậy, nếu tình cờ rơi vào trong hoàn cảnh tương tự một lần nữa, tôi có lựa chọn khác không? Thậm chí tôi có quyền lựa chọn không? Vâng, lựa chọn ở đây là đấu tranh hoặc là chấp nhận. Bất kể việc đó khó khăn đến đâu hoặc là chờ đợi ai đó sẽ thay đổi cho bạn, hãy bước tiếp ngay cả với những người xấu, vì đơn giản là không có bạn đồng hành nào khác, hoặc là dậm chân tại chỗ với những người tốt và ngừng phát triển. Điều đó đối với tôi chẳng khác nào cái chết. Tôi luôn lựa chọn phương án đầu, sau đó những người tốt khác đã gia nhập và đồng hành cùng với tôi, những người không cần phải thuyết phục, chính họ đã sẵn sàng để đi. Ngược lại, những người xấu dần dần rút lui. Họ tự tách ra tựa như bụi bẩn dính vào giày. Những vấn đề đặc biệt toàn cầu. Từ những năm 1980, tôi đã nói rằng nhân loại đang tiến tới điểm không thể khôi phục, và tôi đang cố gắng tư duy về điều này không chỉ ở cấp độ toàn cầu. Tôi quan tâm đến tất cả các thành phần của dữ kiện. Ngoài ra, khía cạnh về môi trường còn tồn tại những biến đổi xã hội, tôi đã nói về chúng. Thậm chí có những yếu tố thường ngày đưa chúng ta đến gần hơn với điểm đích: lười vận động, chất lượng không khí, nước và thức ăn tồi tệ. Để hoạt động bình thường, cơ thể chúng ta cần hầu hết tất cả các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn Mendeleev, ít nhất là 80 nguyên tố, nhưng chúng ta có được chúng với khối lượng và chất lượng khác. Chúng ta cần chúng để ở dạng hợp chất hữu cơ phức tạp nhất, chứ không phải là ở dạng nguyên gốc. Thực phẩm chúng ta sử dụng ngày nay chủ yếu là chỉ được trồng dựa trên 3 nguyên tố tạo các hợp chất vô cơ đơn giản nhất: lithium, kali, phosphor. Tạm thời chúng ta hầu như không cảm thấy hậu quả, nhưng chúng ta sẽ sớm có nguy cơ đối diện những thay đổi không thể đảo ngược, bao gồm cả ở cấp độ di truyền.
các phân tử DNA truyền thông tin di truyền của chúng ta không thể hoàn chỉnh với dinh dưỡng như vậy. Nhiều căn bệnh mà nhân loại hiện đang phải đối mặt trên quy mô lớn có liên quan chính xác đến việc thiếu vật liệu xây dựng phù hợp với phục hồi các tế bào cấu tạo nên chúng ta rốt cuộc. Hàng ngàn tỷ tế bào của chúng ta chứa trong cấu trúc DNA của chúng ta tồn tại trung bình khoảng 6 tháng, sau đó chết đi và được đào thải ra khỏi cơ thể. Các tế bào mới được thay thế chúng. Nếu không cơ thể sẽ chết. Một chiếc máy bay sẽ bay được bao lâu nếu trong quá trình sản xuất hoặc là sửa chữa? Ví dụ như đinh tán của nó được làm do thiếu linh kiện. Đinh tán của nó được làm do thiếu linh kiện từ đất lặn và bánh xe được làm bằng gang giòn. Việc nhận ra những điều không rõ ràng như vậy đã thôi thúc tôi làm việc bên cạnh vận tải đường dây và chương trình vũ trụ còn phát triển các công nghệ nông nghiệp và công nghệ sinh học. Đặc biệt đối với điều này, bên cạnh trung tâm thử nghiệm và trình diễn vận tải đường dây ở Maria Gorka, tôi đã tự bỏ tiền túi để tạo ra khu lông trang Ulysky tại đây. Chúng tôi đã thu thập và thành lập ngân hàng đất sống từ khắp nơi trên thế giới, hơn 100 khu vực từ 5 châu địa cầu để bảo quản các mẫu vi sinh vật có trong chúng và đã thực sự thực hiện một loạt nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp. Đất màu mỡ, đất sống, khỏe mạnh là cơ sở của điều kiện sống thoải mái và an toàn cho con người. Chính trong đó chứa đựng nguồn gốc hệ thống miễn dịch của con người, hệ vi sinh vật trong ruột của chúng ta, chủ yếu bắt nguồn từ đất. Nơi đó có hàng tỷ vi sinh vật sống trong hàng ngàn loài. Chúng làm việc cả ngày lẫn đêm cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống và thậm chí chữa bệnh cho chúng ta. Nhiều chuyên gia coi thành phần trong ruột của chúng ta là bộ lão thứ hai trong cơ thể. Vì vậy thì chúng tôi đang nghiên cứu công nghệ sản xuất mùn, chất dinh dưỡng chính của đất từ than lâu. Chúng tôi nuôi cá, gia cầm, gia súc và chúng tôi cho ăn hoàn toàn bằng chất hữu cơ thu được. Các sản phẩm được trồng trong trang trại được chuyển đến các quán ăn ở công ty, nơi các nhân viên của phòng thiết kế của chúng tôi dùng bữa. Như bạn có thể thấy đấy, đây là cách chúng tôi chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình. Tôi muốn chỉ ra rằng, với sự trợ giúp của các thành tựu khoa học đã được công bố rộng rãi với cơ thể, có thể hợp lý hóa việc canh tác mà không làm giảm năng suất, mà không làm tăng chi phí cho các thủ tục cơ bản trên thực tế trong lĩnh vực. Trên thực tế trong lĩnh vực này, tôi không cố gắng làm điều tương tự như những gì mà tôi làm trong lĩnh vực về giao thông vận tải để sửa chữa những sai lầm vốn được công nhận. Về cơ bản, thật không may hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của con người đều hiện đại, đều sai. Nếu không có gì thay đổi, nền văn minh trái đất có thể bị diệt vong. Cụ thể hơn, sự diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Điều đó chắc chắn là 100%. Về lối sống đúng và sai. Sai nghĩa là gì? Chỉ có thể được xác định bằng cách hiểu điều ngược lại. Đối với tôi, những gì tự nhiên là đúng, những gì tuân theo các quy luật khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, theo quan điểm khoa học, con người là một loại động vật về lý trí tư duy trừu tượng và chỉ là một phần nằm sâu trong não bộ trung tâm của tư duy trừu tượng. Phân biệt chúng ta với khỉ và các loài động vật khác, chính sự khác biệt này cho phép chúng ta đạt được vị trí của loài thống trị trên trái đất. Nhưng nó cũng dẫn đến thực tế là cách sống của chúng ta khác với cách sống của các loài động vật. Hơn nữa, sự khác biệt này là triệt để về bản chất và gần đây đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số điều cơ bản. Những điều quyết định sự tiếp tục của giống loài, sự sống còn nghĩa là mục tiêu tồn tại chính của bất kỳ loài nào theo quan điểm sinh học. Chính những sai lệch này quyết định một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong thời đại tiêu dùng hàng loạt mà tôi cho là sai lầm. Hầu hết mọi người ngày nay sống ở các thành phố, nơi đường phố được thiết kế cho ô tô chứ không phải cho người đi bộ. Điều đó là sai. Được biết, nhiều loài động vật không sinh sản tốt trong điều kiện nuôi nhốt và không sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Và cuộc sống ở thành phố nếu nhìn rộng ra khác với cuộc sống bị giam cầm như thế nào, ít không gian, ít không khí, ít vận động, chế độ dinh dưỡng khẩu phần nghèo làn.
Chúng ta không ăn những thứ mà tự nhiên đã tạo ra để phù hợp với chúng ta. Chúng ta hít thở sai cách, chúng ta đi lại sai cách. Có lần, một kỹ sư nổi tiếng đã tự chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo bằng các bài tập đơn giản. Nhón chân và hạ gót chân xuống. Làm thế nào mà ông ấy có thể nghĩ ra ý tưởng này? Ông ta chỉ đơn giản là tái tạo lại lối sống của một người đàn ông nguyên thủy. Người có cơ thể được giữ trong tình trạng tốt, kể cả do những cú sốc thủy lực xảy ra khi chạy trong khi bắn săn bắn. Các tĩnh mạch ở chân của chúng ta có van một chiều và cú sốc thủy lực từ cú đánh gót đẩy máu lên và giúp tim trong việc bơm máu. Bất cứ ai cũng có thể nói với bạn rằng đi bộ và chạy chân trần tốt cho bạn. Có hàng trăm điểm huyệt nằm trên đôi chân của chúng ta và sự kích thích chúng vô cùng quan trọng. Nhưng những đứa trẻ sống ở mặt đường nhựa lại không có cơ hội đồng thời đi bộ và chạy bằng chân trần như tổ tiên của chúng ta đã làm, sẽ tốt hơn trên vùng đất sạch và không bị ô nhiễm, hay đúng hơn là trên cỏ. Xương trên đó được coi là có tác dụng chữa bệnh. Điều này sẽ trở lên thực tế ở các thành phố tuyến tính dành cho người đi bộ của chúng tôi. Trên thực tế, đó là những ngôi làng lớn. Xét cho cùng, cơ thể và hệ thần kinh của chúng ta vốn là sung điện, được hình thành trong điện thế của trái đất. Và dày là một chất cách điện, do đó tạo ra sự chênh lệch điện thế hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn vôn. Chúng ta thường bị giật điện, đặc biệt là trong phòng khô ráo. Và tia lửa điện chỉ xảy ra ở điện áp rất cao, khoảng 100.000 vôn. Không biết có ai muốn đặt iPhone của mình trong trường điện từ mạnh, chẳng hạn như là lò vi sóng không? Trong một xã hội tiêu dùng, thật đáng tiếc khi mất đi cả ngàn USD. Đó là một nghịch lý khi chúng ta đáng tiếc khi mất đi sức khỏe, thứ còn quý giá gấp vạn lần. Thái độ sai lầm thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và hoạt động của chúng ta thường được đẩy lên thành nguyên tắc sống. Tôi đã nói rất là nhiều về các thành phố để tôi kể cho bạn nghe về những kiến trúc sư đã tạo dựng. Chúng tôi ưa các kiến trúc sư. Về điều này thì cũng giống như mọi việc tôi làm đều có lời giải thích riêng. Kiến trúc đối với tôi giống như là làn da của cơ thể. Xin nói thêm, tôi đã suy nghĩ về chức năng của da trong một thời gian dài. Và đối với câu hỏi mà tôi đã nêu hàng chục lần với nhiều người khác nhau, cơ quan nào lớn nhất và nặng nhất trong cơ thể của chúng ta? Tôi không bao giờ nhận được câu trả lời đúng. Tôi nhận được các câu trả lời như là lão, gan, dạ dày, ruột. Nhưng ở một người trưởng thành, diện tích da chiếm khoảng 2m² và cân nặng là hơn 12kg. Chức năng chính của da là đối với bất kỳ sinh vật sống nào là bảo vệ cơ thể khỏi môi trường thay đổi, nhiệt độ, độ ẩm, áp lực, cơ học và tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động của tất cả cơ quan bên trong. Cái gọi là cân bằng nội môi là sự điều chỉnh và cân bằng động của hệ thống mở, đó là cơ thể của chúng ta. Tức là có nghĩa chức năng chính của da không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà là chức năng bên trong. Những kẻ ngu xuẩn bắt đầu làm đẹp cơ thể họ thông qua các hình xăm, khuyên, sẹo và các loại kem và mỹ phẩm khiến họ chẳng khác gì những người man dợ. Và những người đó thì chỉ khác ở chỗ chúng ta nhét que và nhẫn vào mũi và tai, đưa cưa răng, kéo dài cổ các cô gái và thực hiện các hành vi lạm dụng cơ thể khác để phù hợp với sự hiểu biết hạn chế của họ về thế giới mà họ đang sống. Kiến trúc sư khác với những kẻ này như thế nào? Họ cũng chỉ mang lại vẻ đẹp bên ngoài cho những ngôi nhà, con phố và đô thị nói chung. Họ chẳng quá bận tâm đến thực tế. Trong ngôi nhà này, nơi không có cân bằng nội môi, cần thiết cho một người, nơi anh ta sẽ phải sống hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hóa ra vẻ đẹp bên ngoài chủ yếu được chiêm ngưỡng bởi khách du lịch và chính các kiến trúc sư, những người không sống trong những ngôi nhà này. Chính vì thế, người ta cứ xây các khu nhà chọc trời đẹp đẽ, nơi có thể sống không thoải mái, nơi có thể thiếu cảnh tắc đường hàng giờ, hít hà những khí thải và khối lượng nhựa đường và khói nhựa đường.
Hầu như không có ai nghĩ đến cân bằng nội môi của chúng thành phố, của các thành phố, ngay cả thành phố được gọi là thông minh, khả năng điều khiển mở cửa sổ từ xa, điều chỉnh nhiệt độ trong căn nhà thì chẳng làm thành phố nơi tôi ở được cải thiện. Người lớn và trẻ em sẽ xe cán chết trên đường, chẳng còn xa nữa sẽ tới ngày tất cả ai còn sống sót đều phải đeo khẩu trang rồi đeo mặt nạ phòng độc để đi lại, không thể đi bộ, phải xét theo cho cùng thiên nhiên đã tạo ra đôi chân cho chúng ta là lý do. Nhưng nếu chúng ta hoạt động liên tục, cơ thể của chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng vì cân bằng nội môi cũng sẽ bị xáo trộn. Và tất cả là bởi vì các thành phố được thiết kế bởi các kiến trúc sư, tức là các nghệ sĩ chứ không phải là kỹ sư, và họ cũng phê duyệt các quy hoạch thành phố, bảo thủ những sai lầm của mình trong hàng thập kỷ, nếu không phải nói là cả thế kỷ. Xét cho cùng, nghệ sĩ càng điên rồ trong thế giới điên rồ được phục vụ bởi những kỹ sư như tôi, thì tác phẩm của anh ta càng có giá trị. Điều này cũng tương tự việc bạn có thể vẽ một quả bóng vuông hoặc là cắt bỏ tai của mình. Thật thú vị, nếu một kỹ sư lắp bánh xe vuông vào ô tô hoặc là cắt bỏ cánh phải của máy bay để cải thiện tính khí động học, liệu những tác phẩm đó có được đánh giá cao hay không? Trong trường hợp nếu ví dụ tương tự với một sinh vật sống, căn hộ trong ngôi nhà có thể được coi là một tế bào sống riêng biệt, ngôi nhà như một nội tạng riêng biệt. Các phường, xã và các đường giao thông, mạng lưới kỹ thuật, cảnh quan như một hệ thống của các cơ quan, thành phố với tất cả các cơ sở tầng giống như một cơ thể sống. Chúng ta biết rằng nếu các tế bào riêng lẻ và thậm chí các cơ quan trong cơ thể khỏe mạnh, nhưng các hệ thống ví dụ như là tim mạch, thần kinh, đường tiêu hóa bị bệnh ví dụ như là ung thư thì có thể sẽ không tồn tại được lâu, nó sẽ chết. Ngay cả mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta với tổng số khoảng 30.000 tỷ làm sao có thể khỏe mạnh nếu không có các hệ thống phục vụ nó, hệ bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ miễn dịch và các hệ thống khác. Không có chúng, tế bào cũng sẽ không sống được, sẽ ốm và chết, hoặc là có thể biến thành ung thư, di căn và giết chết toàn bộ cơ thể. Nó không có khả năng hiểu được cơ thể sinh vật mà nó một phần trong đó. Các thành phố được tạo ra bởi các kiến trúc sư ngay từ đầu đã ốm yếu ở cấp độ căn hộ, nhà và phường xã. Ở các dạng này, chúng không có tương lai gì cả. Các thành phố hiện đại được thiết kế và xây dựng không phải cho con người mà cho những cỗ máy phục vụ chúng, ngày càng khiến chúng ta xa rời với thiên nhiên. Nhưng trên thực tế, chính tự nhiên, hãy đọc các định luật vật lý chứ không phải máy móc đã tạo ra con người và sự cân bằng nội môi tự nhiên chứ không phải là nhân tạo của anh ta. Điều mà chúng ta không thể thay đổi, chúng ta không phải là bậc thánh thần. Liên quan đến đầu tiên, tôi đã nhớ lại một trường hợp khác vào thời Xô Viết. Tôi đã làm việc khoảng một năm tại một doanh nghiệp quân sự bí mật được gọi là Hòm Thư. Xin nói thêm, trong một thời gian ngắn như vậy, tôi đã sáng chế và thực hiện hóa 6 phát minh của mình tại đây. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đang nói về mọi thứ khác. Ở đó có sản xuất ống tia âm cực cho TV và vi mạch thiết bị quân sự. Những thứ đó tiêu tốn rất nhiều vàng để sản xuất, hàng trăm kg mỗi năm. Trước khi phủ lớp vàng, các món đồ được rửa sạch và tẩy dầu mỡ trong thùng rượu Etilic. Gorbachev khi đó và đưa ra đã luật cấm rượu, và những công nhân trong doanh nghiệp hồi đó đã thực sự muốn uống rượu, và họ đã nghĩ ra điều gì? Để thợ trưởng không chú ý, họ bò sát đất đến thùng rượu nơi các bộ phận được ngâm, và chẳng cần đứng dậy, họ thò tay nhúng qua thành thùng rượu. Sau khoảng 20 phút, anh chàng công nhân ngấm say sẽ bò về, và người tiếp theo sẽ tiếp đến lần nhận khẩu phần 100 gram rượu cho bản thân. Thực tế là da của chúng ta thở và hấp thụ các chất mà nó tiếp xúc. Do đó, chúng ta không chỉ cần uống nước tinh khiết mà còn phải tắm bằng nước tinh khiết. Điều này có nghĩa là bể bơi có thuốc tẩy bằng clo sẽ không bao giờ thay được nước biển tự nhiên, vì tất cả muối hòa tan trong nước biển đều được hấp thụ qua da. Vì sự sống bắt nguồn từ đại dương, nên theo cân bằng nội môi di truyền của chúng ta, thành phần khoáng chất trong máu của chúng ta tương ứng với các thành phần khoáng chất của đại dương cổ đại.
đại dương cổ đại đang dậy sóng trong huyết quản của chúng ta. Chính vì thế, cần duy trì lồng độ và các nguyên tố trong máu. Nguyên tố ấy không phải là do mà không phải là clo mà là gần như là toàn bộ bảng tuần hoàn Mendeleev có trong nước biển theo tỷ lệ của tự nhiên. Chúng ta đang quên đi vẻ đẹp tự nhiên, chỉ tu mình trong lớp vỏ bê tông, nhựa đường và chất dẻo nhân tạo. Một cư dân thành phố có thể sợ trước con gà, mặc dù anh ta mua thịt gà để quay hoặc là chiên hàng ngày. Đối với anh ta, con vật này là thức ăn, hầu như không có mối liên hệ nào giữa một sinh vật sống của tự nhiên. Và món bít tết cho bữa tối, khoảng cách giữa tự nhiên và nhân tạo ngày càng tăng. Môi trường nhân tạo do tâm trí của con người tạo ra ngày càng lấy đi nhiều sự sống. Cuối cùng, tâm trí được kêu gọi phục vụ con người. Bắt đầu tiêu diệt anh ta từ một phần của tự nhiên vốn đang có sẵn cuộc chiến. Khoa học ngày nay đã ghi nhận khoảng 10 triệu loài sinh vật sống, mặc dù có thông tin cho rằng con số là gần 1.000 tỷ trong 99,99% là vi sinh vật. Nhưng mỗi năm có khoảng 20.000 loài trong đó đã bị diệt vong. Một số biến mất khỏi sinh quyển trái đất vì lý do tự nhiên theo quy luật tiến hóa. Nhưng phần lớn là do hoạt động của con người, thông tin di truyền về những sinh vật này, DNA, cũng biến mất vĩnh viễn, sẽ không có thể khôi phục bằng các phương pháp kỹ thuật ngay cả trong tương lai vì phân tử này phức tạp hơn hàng trăm ngàn lần. Ví dụ như là so với chiếc máy bay Boeing, một chiếc máy bay có vài triệu chi tiết, còn phân tử hữu cơ khổng lồ này chứa hàng trăm tỷ chi tiết. Các nguyên tử của hàng chục nguyên tố hóa học được cấu trúc thành một kết cấu phức tạp và đáng tin cậy vô cùng, đã được chứng minh qua hàng triệu năm tiến hóa và cũng có khả năng tự tái tạo. Xét về độ phức tạp kỹ thuật, đại phân tử này được vượt qua mọi thứ mà nhân loại đã tạo ra trong toàn bộ lịch sử con đường phát triển kỹ nghệ của mình. Số lượng các bệnh dị ứng, ung thư, phổi và tim mạch cũng như là các rối loạn di truyền và các bệnh di truyền ở người do ô nhiễm nước, không khí và đất đang gia tăng nhanh chóng trên hành tinh. Có những thay đổi không thể đảo ngược về cảnh quan và đất đai, rừng đang biến mất, sông biển, đại dương đang bị ô nhiễm, tầng ozone của hành tinh đang bị phá hủy mạnh mẽ. Tất cả những điều trên là hậu quả của sự đối kháng không thể hòa tan giữa quyển sinh học, sinh quyển và quyển kỹ thuật. Chúng tồn tại theo những nguyên tắc tương tự. Nhìn chung, rất giống nhau về mặt hình thức. Toàn bộ sinh quyển trên trái đất được tạo ra từ các chất thải của sinh vật. Oxy tương ứng cùng cả ozone là chất thải của vi khuẩn, quang hợp và cây xanh, đất màu mỡ và mùn, tất cả những thứ này đã chết, thối rữa. Chúng từng đi qua dạ dày và ruột của sinh vật nào đó, bao gồm là các sinh vật và giun đất. Quyển kỹ thuật của hoạt động theo cách này. Các nhà máy xí nghiệp, nhà máy điện, nhà máy và các máy móc sản xuất ô tô và các thiết bị khác trong quyển kỹ thuật do con người thời đại kỹ nghệ tạo ra đều là những thứ tương tự sinh vật sống trong sinh quyển. Và chúng cũng trao đổi năng lượng, thông tin, vật chất và môi trường. Do đó, giống như các sinh vật sống, chúng tất yếu phải biến đổi thiên nhiên xung quanh. Sự ô nhiễm môi trường gây ra bởi quá trình công nghệ hiện nay chỉ xảy ra theo quan điểm sinh học. Từ quan điểm về kỹ thuật, các máy móc sản xuất, nhà máy xí nghiệp, nhà máy điện và ô tô không gây ra ô nhiễm gì. Đầu vào của chúng là nguyên vật liệu, đầu ra là các thành phẩm hoặc là dịch vụ, chẳng hạn như là năng lượng thông tin hoặc là dịch vụ vận tải, và phần nguyên liệu thô còn lại đã được chuyển hóa và không được sử dụng tiếp. Ngoài các thành phẩm và dịch vụ, tất nhiên sẽ được trả lại môi trường xung quanh nơi đầu vào của chúng. Quyển kỹ thuật không cần có con người như tất cả các sinh vật sống nói chung. Những con người cần có quyển kỹ thuật, chỉ cần ngắt điện trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người sẽ chết vài ngày. Tôi đã từng nói, con đường phát triển kỹ nghệ đã được tổ tiên của chúng ta lựa chọn từ lâu, hàng trăm hàng ngàn năm trước khi họ đã bắt đầu chế tạo ra các công cụ thô sơ. Ngày nay chúng ta không cần phải thay đổi lựa chọn này, chúng ta cần tìm cách duy trì sức mạnh công nghiệp của mình, đồng thời ngừng hủy hoại chính bản thân. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này, cần phải đưa ngành công nghiệp trái đất lên quỹ đạo vũ trụ, vượt ra ngoài ranh giới ngôi nhà chung,
sinh quyển hành tinh của chúng ta, không gian vũ trụ gần trái đất là nơi thích hợp nhất cho quyển kỹ thuật. Phương tiện vận tải toàn hành tinh của chúng tôi là giải pháp duy nhất cho quá trình công nghiệp hóa không gian quỹ đạo thấp, là giải pháp duy nhất để có thể thực hiện được từ quan điểm tuân thủ các định luật vật lý trong nhiều thập kỷ qua. Kể từ lần đầu tiên tôi lên tiếng cho dự án này, sự tự tin của tôi không những không mất đi mà ngược lại còn tăng lên. Thật không may, khối lượng tác động tiêu cực của quyển kỹ thuật đối với môi trường đã tăng lên một cách tương ứng, còn ý thức của con người vẫn chưa sẵn sàng cho những thay đổi để triệt để. Họ chọn cách chấp nhận cái chết khủng khiếp được vẽ ra bởi những bộ phim được phát hành ở Hollywood về thu về hàng trăm triệu đô tại phòng vé. Xã hội hiện đại dường như đang đi tới hồi kết của mình một cách có ý thức, như bệnh nhân mắc bệnh Lani buông tay cam chịu số phận. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn có thể cứu chữa một lần và vĩnh viễn. Tôi khẳng định là thế. Họ không tin tôi như cách họ không tin những người bán thuốc chữa bách bệnh, mà chọn thuốc chính thống đã được kiểm chứng. Mặc dù chúng sẽ không chữa khỏi bệnh, nhưng chúng ta sẽ làm giảm các triệu chứng, cho phép kéo dài thời gian. Đây chính là viên thuốc mà chính phủ cung cấp như một phần của các chương trình khác nhau nhằm giảm lượng khí thải CO2, chuyển sang năng lượng tái tạo. Trong khi đó, chẳng có gì là bí mật về việc các nhà máy sản xuất thuốc lại quan tâm làm sao để chúng ta bị bệnh, bởi vì họ không thể kiếm tiền từ một người khỏe mạnh. Ngày nay, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng những thứ như sự nóng lên toàn cầu là giả mạo, được tạo ra như một công cụ để xẻo tiền và hướng sự chú ý sang thứ khác. Hoa Kỳ đang kiếm được số tiền khổng lồ từ quỹ đầu tư cắt giảm lượng khí thải CO2 nhờ ảo tưởng về sự nóng lên toàn cầu. Như vậy, nếu hôm nay Nga ký nghị định thư Kyoto thì đất nước này sẽ bị phá sản vì số tiền phải trả. Mặc dù lưới lửa và đại dương thải vào khí quyển không ít khí nhà kính hơn tất cả các quốc gia cộng lại. Chà, những chướng ngại vật càng khó vượt qua thì hành động càng phải quyết đoán. Thử nghiệm vũ trụ 25, cách thiên đường biến thành địa ngục. Tôi bị ấn tượng bởi 3 thí nghiệm độc lập trên các sinh vật sống được tổ chức vào các thời điểm khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Dựa trên kết quả của những nghiên cứu này, có những dự đoán về số phận tương lai. 1. Con người với tư cách là một loài động vật. 2. Xã hội loài người. 3. Nền văn minh nhân loại nói chung như một cộng đồng gồm các xã hội loài người riêng lẻ trên hành tinh chung trái đất. 4. Phương hướng phát triển kỹ thuật, kỹ nghệ trong nền văn minh trái đất của chúng ta. Sự lựa chọn không phải là chúng ta mà từ tổ tiên của chúng ta, những người nguyên thủy. Thí nghiệm đầu tiên là đơn giản nhất. Một quần thể lấm mốc được đặt trong đĩa Petri với môi trường dinh dưỡng dồi dào. Đĩa thí nghiệm được đắp lắp kín, lấm mốc phát triển nhanh chóng sau khi ăn hết thức ăn và làm ô nhiễm không gian và giới hạn bằng chất thải của mình. Chúng nhanh chóng bị diệt vong. Thí nghiệm thứ hai được thực hiện trên ếch. Một chiếc lồi được chứa đầy nước nóng, nồi kia chứa nước lạnh. Mỗi lồi được đặt trên một ngọn lửa nhỏ và một con ếch được thả vào. Khi được thả vào trong nước nóng, con ếch đầu tiên như thể bị bỏng và nhảy ra khỏi lồi và sống sót. Con thứ hai khi được đặt vào môi trường thoải mái, ở trong đó mà không có bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Tuy nhiên cũng giống như con ếch đầu tiên, nó không biết rằng ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy. Một thời gian sau khi cảm thấy đáy nồi bắt đầu nóng cục bộ lên, nó bơi đến chỗ mát hơn từ điểm này đến điểm nọ và cứ thế bơi theo vòng tròn, thậm chí không có cố gắng trốn thoát. Con ếch đã thích nghi với sự thay đổi của môi trường bên ngoài cho đến khi nó chết trong nước nóng bị luộc sống. Đây là câu chuyện con ếch rất là hay đúng không ạ? Thí nghiệm thứ ba là phức tạp nhất, kéo dài nhất về thời gian vì sự phát triển quần thể động vật với hình thành xã hội đã được nghiên cứu. Nhà đạo đức học người Mỹ John Kanhou cùng với Viện sĩ khỏe tâm thần quốc gia NIMH đã xây dựng một thiên đường thực sự cho chuột vào năm 1972, gọi là nghiên cứu của ông là vũ trụ 25. Ở đó có nhiệt độ được duy trì ở mức thoải mái là dương 20 độ C, thức ăn và nước uống dồi dào và có thể
và có nhiều tổ cho con cái đã được tạo ra. Các nhà khoa học luôn chọn loài gặm nhấm làm đối tượng thí nghiệm, mặc dù là mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu luôn là đoán tương lai cho xã hội loài người. Nhà cho chuột được giữ liên tục trong trạng thái sạch sẽ tối ưu, tất cả biện pháp an ninh cần thiết để được thực hiện, loại bỏ sự xuất hiện của động vật săn mồi hay là các bệnh truyền nhiễm. Các sinh vật thí nghiệm nằm dưới sự kiểm soát của bác sĩ thú y, tình trạng sức khỏe của chúng được theo dõi liên tục. Thí nghiệm bắt đầu từ lúc là 4 cặp chuột khỏe mạnh được đưa vào định cư, chúng không mất nhiều thời gian để làm quen, nhận ra mình đang ở thiên đường và bắt đầu sinh sôi lầy lở nhanh chóng. Cô Hao đã gọi giai đoạn làm quen là giai đoạn A, kể từ thời điểm những con đầu tiên được sinh ra, giai đoạn thứ hai là B bắt đầu. Thời gian tăng trưởng theo cấp số nhân và quần thể trong điều kiện lý tưởng, số chuột đã tăng lên gấp đôi sau mỗi 55 ngày. Bắt đầu từ ngày thứ 315 của thí nghiệm, tức là ở thế hệ chuột thứ 6, tốc độ tăng dân số chậm lại đáng kể. Giờ đây số lượng chuột tăng gấp đôi sau 145 ngày. Đánh dấu việc bước vào giai đoạn thứ 3, tức là giai đoạn C. Tại thời điểm này, khoảng 600 con chuột trong cộng đồng đã hình thành một hệ thống thứ bậc và đời sống xã hội nhất định, không gian riêng tư ngày càng trở nên ít hơn trước. Đã xuất hiện nhóm bị ruồng bỏ, bị đẩy vào không gian chung, không có nhà riêng của mình, thường xuyên trở thành nạn nhân chịu bạo lực. Có thể phân biệt nhóm bị ruồng bỏ bằng những vết cắn đuôi, xé lông, vết máu trên cơ thể chúng. Những kẻ bị ruồng bỏ trước hết là bao gồm những cá thể trẻ tuổi, không tìm thấy vai trò xã hội của mình trong hệ thống thứ bậc của loài chuột trên thiên đường. Vấn đề thiếu vai trò xã hội phù hợp là do trong điều kiện lý tưởng được tạo ra, chuột sống rất lâu nên chuột già không nhường chỗ cho những con lon. Thông thường là sự gây hấn nhằm vào các thế hệ cá thể mới được sinh ra. Sau khi bị chuột xuất, những con đực suy sụp tâm lý, ít tỏ ra hung dữ hơn, không muốn bảo vệ con cái đang mang thai và không thực hiện bất kỳ vai trò xã hội nào, mặc dù thỉnh thoảng chúng tấn công những cá thể khác từ nhóm bị ruồng bỏ hoặc là bất kỳ con chuột nào khác. Những con cái chuẩn bị sinh con ngày càng trở nên lo lắng hơn bởi vì sự thụ động này càng tăng cho con đực. Chúng không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công ngẫu nhiên, kết quả là các cá thể cái trong lúc bảo vệ con cái cũng đã chủ động lao vào đánh nhau. Tuy nhiên là nghịch lý thay, sự hung hăng không chỉ nhắm vào những cá thể xung quanh mà cả lên chuột con của chúng. Thường xuyên có những trường hợp những con cái giết đàn con của chúng và chuyển đến những chiếc tổ phía trên bị cô lập, biến bản thân thành những ẩn sĩ hung hãn và từ chối việc sinh sản. Kết quả là tỷ lệ sinh sản đã giảm rõ rệt, tỷ lệ tử vong của con lon đã đạt đến mức đáng kể. Chẳng mấy chốc, giai đoạn tồn tại cuối cùng của thiên đường chuột bắt đầu, giai đoạn D hay pha diệt vong như cách gọi của John Cahill. Biểu tượng của giai đoạn này là sự xuất hiện của loài chuột mới được gọi là những kẻ xinh đẹp. Nhóm này bao gồm những con đực thể hiện hành động đặc trưng cho loài, từ chối chiến đấu, tranh giành con cái và lãnh thổ, không có ham muốn giao phối, có xu hướng sống thụ động. Những kẻ xinh đẹp chỉ ăn, uống, ngủ và trải lông, tránh xung đột và không thực hiện bất kỳ chức năng xã hội nào. Chúng nhận được cái tên này bởi vì không giống như cư dân khác. Chúng không có dấu vết của những trận chiến ác liệt trên cơ thể, những vết sẹo và lông rách nát. Chúng nổi tiếng bởi tính tự kiêu và yêu bản thân. Nhà nghiên cứu đã bị ấn tượng bởi sự thiếu ham muốn giao phối và sinh sản giữa những kẻ xinh đẹp trong thế hệ sinh sản nhất. Những con đực xinh đẹp và những con cái ẩn sĩ từ chối sinh sản, chạy trốn lên các tổ phía trên đã chiếm đa số trong quần thể. Và đây là một cái thí nghiệm về loài chuột. Trong đó thì Ngọc Bình thấy có rất là nhiều những cái điều ẩn ý, đúng không ạ? Thực sự đây là một cái thí nghiệm mà mình thấy nó cũng rất là phải đáng suy ngẫm. Quý vị có đồng ý không ạ? Rất là đáng suy ngẫm đấy ạ. Trong xã hội loài chuột, gọi là những kẻ xinh đẹp, tức là không còn ham muốn gì, tức là tự có thể là giống như là sống cô lập đấy, ta hình dung vậy.
độ tuổi trung bình của một con chuột trong giai đoạn cuối cùng tồn tại tại thiên đường chuột là 776 ngày, cao hơn 200 ngày so với giới hạn trên của tuổi sinh sản. Tỷ lệ chết của con lon lên đến 100%, số chuột mang thai ngày càng giảm. Và cả chẳng mấy chốc về mức không, những con chuột có nguy cơ tuyệt chủng, thực hiện hành vi đồng tính luyến ái lệch lạc và hung hăng không thể giải thích được, trong điều kiện có sự dư thừa các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống, xu hướng ăn thịt đồng loại phát triển mạnh mẽ đồng thời với số lượng thức ăn dồi dào, những con cái từ chối nuôi con và giết chúng. Cộng đồng chuột này nhanh chóng chết đi vào ngày thí nghiệm thứ 1780, cư dân cuối cùng của thiên đường chuột đã chết. Điều này đã xảy ra khoảng thế hệ thứ 20 của chúng. Dự đoán trước được thảm họa như vậy, Conhao đã tiến hành một loạt các thí nghiệm trong giai đoạn thứ 3 của pha diệt vong. Một số nhóm chuột nhỏ đã được đưa ra khỏi đây và chuyển đến những điều kiện lý tưởng không kém, nhưng với số lượng cư dân tối thiểu, với không gian sinh sống không giới hạn, không hề có sự đông đúc và bạo lực lội loài. Trên thực tế, những kẻ xinh đẹp và những con cái ẩn sĩ độc thân đã được cấp lại những điều kiện sống thiên đường, giống như 4 cặp chuột đầu tiên, để có thể sinh sản theo cấp số nhân và tạo ra một cấu trúc xã hội mới. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của các nhà khoa học, những kẻ xinh đẹp và con cái ẩn sĩ độc thân không thay đổi hành vi của chúng, vẫn từ chối giao phối, sinh sản và thực hiện các chức năng xã hội liên quan đến sinh sản. Do không có trường hợp thụ thai mới, quần thể chuột mới không thể được tạo ra. Tình trạng tương tự được ghi nhận ở các nhóm tái định cư khác. Kết quả là tất cả loài chuột thí nghiệm đều chết già trong điều kiện lý tưởng. John Cahill đã tạo ra lý thuyết về hai cái chết dựa trên kết quả của thí nghiệm. Cái chết đầu tiên là cái chết của tinh thần, khi không có chỗ cho những cá thể mới sinh sống trong hệ thống phân cấp xã hội, thiên đường chuột thiếu vai trò xã hội trong điều kiện lý tưởng và nguồn lực vô hạn. Một cuộc đối đầu cởi mở giữa những con trưởng thành và những con non đã lải sinh với mức độ hung hăng và vô cớ tăng lên. Conhao đã tin rằng với việc dân số ngày càng tăng, sự đông đúc phát triển, mức độ va chạm ngày càng tăng, tất cả đều dẫn đến sự xuất hiện của những cá nhân chỉ có khả năng thực hiện những hành vi đơn giản nhất trong một thế giới lý tưởng, an toàn, có nhiều thức ăn, nước uống và không có động vật thiên địch. Hầu hết các đối tượng thí nghiệm chỉ ăn, uống, ngủ và tự chăm sóc bản thân. Chuột là một loài động vật đơn giản và mô hình hành vi phức tạp nhất đối với nó là quá trình chăm sóc con cái, sinh sản và chăm sóc con, bảo vệ lãnh thổ và đàn con, tham gia vào các nhóm xã hội có thứ bậc. Những con chuột bị tổn thương tâm lý từ chối tất cả những điều trên. Conhao đã gọi việc từ bỏ các hành vi phức tạp này là cái chết đầu tiên hay là cái chết về tinh thần. Sau khi bắt đầu cái chết đầu tiên, cái chết về thể xác, cái chết thứ hai trong thuật ngữ của Conhao sẽ không thể tránh khỏi và chỉ là điều sớm muộn. Nếu cái chết đầu tiên xảy ra trong phần lớn dân cư thì toàn bộ quần thể sẽ bị tuyệt chủng, ngay cả trong điều kiện thiên đường. Có lần nhà khoa học ấy đã được hỏi về lý do xuất hiện của nhóm chuột, những kẻ xinh đẹp. Conhao đã đưa ra một phép so sánh trực tiếp với con người, giải thích rằng đặc điểm chính của con người là số phận tự nhiên của anh ta sống trong điều kiện áp lực, căng thẳng và stress. Những con chuột từ chối chiến đấu, lựa chọn lối sống quá nhẹ nhàng, biến mình thành những kẻ xinh đẹp, tự kỷ, chỉ phù hợp để thực hiện những chức năng nguyên thủy nhất, ăn và ngủ. Những kẻ xinh đẹp từ chối mọi thứ căng thẳng, phức tạp, đòi hỏi khắt khe, về nguyên tắc không có khả năng thể hiện hành vi cư xử mạnh mẽ và phức tạp. Nhà nghiên cứu đã đưa ra sự tương đồng với nhiều người đàn ông hiện đại. Những người chỉ sẵn sàng cho những hoạt động hàng ngày, thường ngày nhất để duy trì đời sống sinh lý và đã chết về tinh thần. Điều này thể hiện ở việc mất đi tính sáng tạo, khả năng vượt qua và quan trọng nhất là ở ý chí chấp nhận, buông xuôi trước áp lực, từ chối chấp nhận vô số những thử thách, chạy trốn khỏi căng thẳng, khỏi cuộc sống đầy đấu tranh và vượt qua. Đây là cái chết đầu tiên, theo thuật ngữ của John Cahill, hay là cái chết của tinh thần, chắc chắn sẽ kéo theo cái chết thứ hai, và lần này sẽ là cái chết của cơ thể. Còn một câu hỏi nữa, tại sao thí nghiệm của Conhao được gọi là vũ trụ 25? Đó là nỗ lực thứ 25 của nhà khoa học nhằm tạo ra thiên đường cho chuột.
trong khi các thí nghiệm trước đã có kết thúc bằng cái chết của loài chuột thí nghiệm. Từ 3 thí nghiệm trên, ta có thể thấy rằng là vector phát triển hiện đại của con người, xã hội và nền văn minh nhân loại nói chung, chúng ta có gì thông minh hơn một con ếch đang cố gắng tìm một nơi mát mẻ và thoải mái hơn trong môi trường sống bị nóng lên ở khắp nơi. Trong ngôi nhà của mình, rốt cuộc nó không nhận ra rằng và không thể nhận ra do thiếu trí tuệ và mối quan hệ nhân quả phức tạp dẫn đến hiện tượng này. Ngôi nhà chung của chúng ta là sinh quyển. Đây thậm chí không phải là một ngôi nhà mà là một căn phòng lớn vì nó thậm chí không có vách ngăn, không thể khai thác quặng hoặc là dầu ở giữa phòng. Mặc dù chúng ta sẽ khai thác ở một góc nào đó, ở một quốc gia thuộc thế hệ thứ ba, chúng ta sẽ tập kết rác ở đó hoặc là chúng ta có thể giấu ở dưới sàn nhà và nó chôn chất thải hạt nhân ở đó trong hàng ngàn năm. Và không chỉ có thế, chúng ta có thể vẫy một ống nghiệm chứa bằng bột trắng tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc và dưới chiêu bài cứu nhân loại khỏi vũ khí sinh học, chúng ta sẽ bị tiêu diệt cả xã hội này, cả một quốc gia, đồng thời giết chết không chỉ một nhà lãnh đạo mà cả triệu người vô tội, tiêu tốn vào đó là hàng ngàn tỷ đô la. Chừng ấy tiền có thể cứu đói cho biết bao nhiêu người, hay chữa bệnh, hay xây dựng hàng triệu ngôi nhà cho những người vô gia cư. Với số tiền này có thể xây hàng trăm ngàn km vận tải đường dây cao tốc có lợi nhuận cao và giải quyết được nhiều vấn đề về giao thông trên mọi châu lục. Và chẳng lẽ từ quan điểm kinh tế lành mạnh, việc coi chiến tranh và giết chóc mang lại lợi nhuận không phải điều chống lại tự nhiên hay sao? Điều này chỉ có thể chấp nhận được từ quan điểm của những kẻ xinh đẹp. Với số tiền tiêu tốn trên, chúng ta có thể xây dựng được thành phố tuyến tính xích đạo dài 40.000 km, tạo công ăn việc làm, nơi cư trú cho hàng triệu người. Đó có thể trở thành một nơi khởi đầu mang tính nền tảng, một kiểu sân bay vũ trụ phi tên lửa để đưa nền công nghiệp độc hại trên mặt đất đi lên quỹ đạo không gian vũ trụ. Tuy nhiên, những kẻ xinh đẹp, cả người và chuột, lại có một logic sai lầm khi chỉ ra vẻ đẹp của làn da được chăm chút kỹ lưỡng của chúng. Sự hung hăng vô cớ của chúng có nguồn gốc giống như ở thiên đường chuột, tinh thần bị suy đồi. Xã hội phương Tây hiện đại bao gồm toàn những kẻ xinh đẹp, có gì tốt hơn xã hội suy thái ở thiên đường chuột? Nơi đây, tình dục đồng giới cũng như là nở rộ và hôn nhân đồng giới chính thức được cho phép. Trong gia đình chẳng có cha và mẹ, mà chỉ có phụ huynh số 1 và phụ huynh số 2, cũng như là hàng chục loài biến thể của thứ sinh vật chẳng ra giống đực hay giống cái. Nơi đây bạn không thể tặng hoa cho một người phụ nữ và mở cửa giúp cô ấy vì bạn có thể phải ngồi tù vì tội quấy rối tình dục. Nền văn minh đã trải qua mọi thứ như vậy. Quả thực ở cấp độ cục bộ trong đế chế La Mã, nó đã được biến mất, được thay thế bằng những nền văn minh khác và khả năng sinh tồn tốt hơn, nhưng vì một lý do nào đó lại bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu toàn bộ nền văn minh trên trái đất biến mất, thì một nền văn minh khác sẽ không xuất hiện trên hành tinh của chúng ta, trừ khi có nhiều kẻ man dợ có khả năng sinh tồn tốt hơn, từ thế giới khác bay tới trái đất. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác mà chúng ta chẳng bao giờ biết được. Ngay cả khi vô thức nhận ra ngày tận thế của mình, nền văn minh phương Tây, nền văn minh già hơn, vẫn thể hiện sự hung hăng ngày càng tăng đối với xã hội và quốc gia trẻ hơn, không chỉ ở những kẻ bên ngoài Iraq, Libya, Syria, Nga mà còn đối với người nhà nhưng yếu hơn như Lam Tư. Tôi chắc chắn rằng những kẻ man dợ về mặt lịch sử sẽ trở nên kiên cường hơn và không có biện pháp trừng phạt nào giết được chúng, mà ngược lại sẽ khiến chúng mạnh mẽ hơn, điều mà thể hiện qua thí nghiệm vũ trụ 25. Quả thực, sự kết thúc của trải nghiệm toàn cầu sẽ diễn ra trong thế kỷ 21. Vì vậy, tôi sẽ gọi thí nghiệm đang được thực hiện trước mắt của chúng ta, thí nghiệm đặt giống loài Homo, hay đúng hơn là Homo vào không gian trái đất, là thí nghiệm nền văn minh 21. Đâu là khác biệt chính giữa thí nghiệm toàn cầu nền văn minh 21 đang diễn ra với sự tham gia của chúng ta, với các thí nghiệm thô sơ và cục bộ bao gồm vũ trụ 25? Thứ nhất là về quy mô, đĩa Petri được mở rộng tới kích thước của một hành tinh.
Còn cái lồi nhúng ếch sẽ mở rộng tới không gian của sinh quyển, ngay các đối tượng thử nghiệm cũng khác, thay vì một loài sinh vật lấm mốc ếch chuột trong thí nghiệm. Toàn cầu có hàng triệu loài tham gia và hơn 20.000 loài trong số đó bị diệt vong mỗi năm. Chúng vĩnh viễn biến ra khỏi ngôi nhà chung của chúng ta, sinh quyển hành tinh, và trong ngôi nhà chung hành tinh trái đất, chính con người đã tạo ra thêm một quyển. Chính con người đã tạo ra thêm một quyển ngoại lai khác, quyển kỹ thuật, trên thực tế là tác nhân chính trong thí nghiệm nền văn minh 21 và loài người phát triển kỹ thuật không theo quy luật cộng sinh với hệ sinh thái tự nhiên đã được hình thành qua hàng tỷ năm tiến hóa, mà lại đối kháng với nó theo các tiêu chí của nền công nghiệp được quy định từ những kẻ xinh đẹp. Thước đo chính của chúng là lợi nhuận và tối đa hóa nhu cầu tiêu dùng. Không quan trọng tiêu dùng thứ gì, chỉ cần mỗi năm tiêu thụ nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Sự tiêu thụ ngụ ý không chỉ có giá trị về vật chất và cả thông tin. Đó là lý do tại sao trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng trên hành tinh và thế giới. Vật chất, thực chất, thực bắt đầu được thay thế bằng thế giới ảo. Việc đó sẽ giúp tạo bán một sản phẩm với lợi nhuận cao sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Thứ hai, hành vi trong các thí nghiệm được nghiên cứu của những sinh vật cấp thấp mà ta có thể không thương tiếc, lấm mốc ếch chuột. Giờ đây, con người đang thử nghiệm bản thân với cấp độ cao nhất của xã hội trên toàn bộ nền văn minh nhân loại. Thứ ba, và đây là đặc điểm chính, nhân loại đặt một thử nghiệm toàn cầu không chỉ đối với nền văn minh mà còn đối với loại hình kỹ trị của nó. Trong bối cảnh này, chỉ có thể đối lập với các loại văn minh sinh học. Tất nhiên là tôi đưa ra ý nghĩa chung nhất vào khái niệm văn minh, nghĩa là hình thái xã hội của sự vật, sự vận động tổ chức của vật chất. Về vấn đề này, chúng ta có thể nói về sự hiện diện của nền văn minh ở tất cả các loài động vật xã hội, không chỉ ở con người. Có những nền văn minh của kiến, của ong, của chuột và những sinh vật sống khác. Tất cả chúng không giống như loài người, phù hợp hài hòa với sinh quyển và không làm xáo trộn sự cân bằng của nó. Ví dụ như là cá heo không được tổ chức nghiên cứu như vậy, chỉ vì chúng là một nền văn minh sinh học thuần túy. Chúng không có công nghệ công nghiệp, máy móc, nhà máy công xưởng hay là nhà máy điện công nghiệp, khai thác và chế biến, công nghệ thông tin và khoa học. Đơn giản là chúng sẽ không thể thực hiện ngay cả những thí nghiệm đơn giản nhất được mô tả ở trên. Chúng không có đĩa putty, nồi nước với nửa, chúng không thể xây dựng một thiên đường chuột và duy trì nó trong nhiều năm bởi vì chúng không có tri thức khoa học. Sinh quyển cũng giống như đĩa putty, được xây dựng rất khôn ngoan. Chất thải của một số loài sinh vật đã trở thành thức ăn cho những sinh vật khác, cho đến khi mà chúng quay trở lại điểm đầu của chuỗi thức ăn. Cuối cùng, tất cả chúng đều được chuyển thành mùn đất, cơ sở tạo lên độ phì nhiêu của bất kỳ vùng đất nào. Tất cả mọi thứ được sinh ra từ trái đất và trở về đó. Như vậy, có một vòng tuần hoàn của chất hữu cơ, năng lượng và thông tin, cỗ máy, công nghệ hàng đầu hoặc là những thứ tương tự máy móc, nhà máy công xưởng, nhà máy điện trong quá trình chuyển đổi và xử lý chất thải sinh học. Sinh học này là vi sinh vật, chủ yếu là đất. Chúng có kích thước không đáng kể và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng theo quan điểm kỹ thuật, chúng rất lý tưởng. Trong mỗi kg đất màu mỡ, giàu sức sống có khoảng 1.000 tỷ đơn vị sinh vật như thế. Hãy tưởng tượng xem, tận 1.000 tỷ trong mỗi 1 kg, các kỹ sư trong hàng ngàn năm đã không thể tạo ra bất cứ thứ gì như thế. Xét cho cùng, bất kỳ sinh vật nào cũng phức tạp hơn và hoàn hảo hơn toàn bộ ngành công nghiệp, tất cả các nhà máy, máy tính, ô tô, máy bay, tên lửa do những bộ óc thiên tài của loài người tạo ra. Mà vi khuẩn đã là gì chứ? Mỗi phần tử DNA của nó còn phức tạp hơn hàng trăm ngàn lần so với cùng một chiếc Boeing. Nó bao gồm hàng trăm tỷ bộ phận nguyên tử và một trong những chiếc máy bay tốt nhất do con người tạo ra chỉ chứa vài triệu bộ phận. Một người sử dụng hơn 30 chữ cái và 10 ký tự số để truyền thông tin, ngôn ngữ sinh học phức tạp hơn nhiều. Nó sử dụng khoảng 80 chữ cái hoàn hảo nguyên tử của 80 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Từ điển sự sống chứa hàng ngàn tỷ từ đó đã tạo lên bài thơ hoàn hảo nhất trong vũ trụ với nhan đề Sinh quyển hành tinh trái đất.
con người chúng ta sẽ không bao giờ có thể tạo ra thứ gì đó như thế trong quyển kỹ thuật. Chúng ta quá thô sơ đối với điều này và quá ngu ngốc mặc dù là chúng ta coi mình là đỉnh cao của tự nhiên. Nhân loại hầu như không sản xuất được 100 triệu ô tô mỗi 1 tỷ điện thoại di động mỗi năm. Vậy mà một số loài động vật bao gồm cả con người trong vài tuần có thể sản xuất ra hàng trăm triệu tinh trùng. Mỗi tinh trùng phức tạp hơn xe ô tô hàng tỷ lần. Bất kỳ vi khuẩn nào khi gặp điều kiện tối ưu có thể tăng gấp đôi số lượng sau mỗi 20 phút và có thể tạo ra hàng ngàn tỷ bản sao tương tự trong một ngày. Công nghệ kỹ thuật nào có thể tái tạo và lặp lại được điều này? Quyển kỹ thuật sẽ không bao giờ giống được sinh quyển về khả năng làm cho các chất thải của quy trình công nghệ này hoàn toàn được sử dụng cho các quá trình công nghệ khác. Nền công nghiệp của con người đặc trưng với sự khao khát xây dựng những công trình khổng lồ và gia tăng công suất như nhà máy điện hạt nhân, nhà máy lọc dầu, sân bay quốc tế trên diện tích vài km vuông và có hàng chục tỷ đô la, trong khi một quá trình hoàn toàn ngược lại được quan sát trong sinh quyển thu nhỏ các quá trình công nghệ. Sao cho bất cứ nơi nào có chất thải xuất hiện thì đã có một nhà máy thu nhỏ vô hình sẽ cần xử lý chất thải ở đó. Không nên cố gắng tranh cãi với mẹ thiên nhiên trong chính ngôi nhà của bà. Cần phải loại bỏ các quá trình công nghệ nhân tạo vô tri ra khỏi sinh quyển trên trái đất, đưa vào vũ trụ các công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện trong không gian, trạng thái không trọng lượng, chân không và các tài nguyên vô tận về năng lượng nguyên liệu trong không gian. Phương tiện vận tải toàn hành tinh ngày nay còn cấp thiết hơn nữa. Trở ngại khó khăn nhất trên con đường thực hiện chương trình kiến tạo phương tiện vận tải toàn hành tinh đã lùi vào quá khứ. Khó khăn ấy đã xuất phát từ thời điểm tôi đã không được tin tưởng như một nhà kỹ sư việc trình diễn vận tải đường dây hoạt động. Khi mọi thứ chạy đúng như những gì tôi nói, sẽ phải chấm dứt sự hoài nghi này. Tôi đã tạo ra vận tải đường dây, tôi cũng sẽ có thể thực hiện cả dự án vũ trụ. Thái độ của tôi thay đổi và không thể gọi là một kẻ mộng mơ, ảo tưởng được nữa. Tôi lại tích cực nghiên cứu vận tải địa vũ trụ. Chính xác mà nói, công việc này chưa bao giờ bị ngưng lại, nhưng nó đã được tiến hành trong yên lặng. Bây giờ tôi đã bắt đầu nói về điều này một cách cởi mở. Vào tháng 6 năm 2019, Hội thảo Khoa học Kỹ thuật Quốc tế lần thứ 2, lần thứ nhất vào năm 1988, với chủ đề Công nghiệp hóa vũ trụ phi tên lửa, các vấn đề về ý tưởng dự án, đã được tổ chức. Cần lưu ý rằng, tôi đã tự bỏ tiền túi để chi phí, tổ chức xuất bản tài liệu và thậm chí là tiền công xử lý các tài liệu này. Cá nhân tôi đã trả dưới dạng trợ cấp. Từ tiền lương của tôi nhận được khi làm việc tại công ty Elite Sky Chin Technology Inc. trên cương vị của Tổng Công trình Sư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, về nguyên tắc đó là những khoản tiền duy nhất mà tôi được tự do sử dụng. Tôi không lấy một đồng nào của số tiền cấp cho đơn vị thiết kế từ các quỹ, tức là từ hàng trăm ngàn nhà đầu tư. Tất cả mọi thứ hoàn toàn được đầu tư nghiêm ngặt cho mục đích đã định, cho hoạt động phát triển. Vận tải đường dây, tôi thường xuyên bỏ tiền túi ra, chẳng hề lấy lại đồng nào. Tôi chưa bao giờ có mục tiêu làm giàu, nhưng thứ tôi có hiện nay đủ cho nhu cầu của bản thân. Lông trại, trang trại Yuritsky ở Maria Gorka, cách thủ đô của Beirut 60 km, vẫn tốt hơn một căn biệt thự trên bờ biển. Trang trại với diện tích khoảng 200 ha này đã diễn ra hội nghị nêu trên. Một sự kiện quan trọng không chỉ đối với tôi mà toàn thể nhân loại, phần lớn là báo cáo viên, các kỹ sư từ công ty Yuritsky Chin Technology của chúng tôi ở Beirut. Mọi thứ diễn ra ở mức cực kỳ khiêm tốn, không có bất kỳ sự cường điệu nào trong báo chí cũng như là sự tham dự của các nhà khoa học lỗi lạc. Tôi đã có đủ kinh nghiệm với những nhân vật như vậy trong nhiều thập kỷ để biết trước rằng tất cả những gì có thể mong đợi từ họ chỉ là những lời chỉ trích hời hợt và cố gắng thúc đẩy lợi ích của bản thân họ. Ví dụ như là Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Beirut, khi chúng tôi nộp đơn xin cấp tư cách tổ chức khoa học cho đơn vị mình vào năm 2018, đã ngay lập tức đưa ra một số đòi hỏi, tất nhiên là không chính thức, về xây dựng tuyến vận tải đường dây trong vườn thực vật của họ bằng tiền của chúng tôi tự bỏ ra, đưa nhân viên và thiết bị của chúng tôi sang làm việc trong khuôn khổ dự án quốc gia về
chế tạo ô tô điện của riêng họ. Tất nhiên là chúng tôi đã từ chối. Kết quả là chúng tôi cũng bị từ chối, mặc dù là công ty của chúng tôi có trình độ khoa học không kém các đơn vị của Viện Hàn Lâm. Về bài đánh giá và cộng đồng của các nhà khoa học trong nước đã đưa ra đối với vận tải đường dây đang được phát triển. Có thể nói điều này chẳng nghĩa lý gì. Đại thể họ chỉ nêu ra ý tưởng thì tốt, nhưng cần phải tìm hiểu vấn đề một cách toàn diện. Ai chả hiểu ngụ ý của các ông, rốt cuộc. Đây chính là công việc của chúng tôi đang làm, đã chứng minh được tính khả thi của ý tưởng. Công bằng mà nói, cần lưu ý rằng vào năm 2022, cuối cùng thì chúng tôi đã được trao với tư cách là một tổ chức khoa học sau 3 lần đề nghị trong vòng 5 năm. Các nhà khoa học, các chuyên gia từ những lĩnh vực sản xuất có áp dụng khoa học khác nhau, thường thì ít có khả năng thực hiện sự hiểu được những gì nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn và trường quy định. Lại nhớ về CoSmart, tôi đã nghĩ rằng bất kỳ chuyên gia nào cũng khá là phiến diện. Một chuyên gia về tên lửa thì thậm chí không nghĩ được về khả năng khai phá vũ trụ phi tên lửa. Tại sao tôi phải nói chuyện với anh ta? Điều này đã từng xảy ra và chẳng mang lại thứ gì tốt đẹp cả. Ban đầu, việc thảo luận triển vọng phát triển thực hiện chương trình địa vũ trụ của tôi gần như là được tiến hành ở quy mô họp mặt gia đình, rồi ở câu lạc bộ hay là tại quỹ, rồi dần dần chuyển sang làm công việc thiết kế dự án với mục tiêu giải cứu hành tinh. Có rất là nhiều ví dụ tương tự từ 12 môn đệ của chúng Kitô, 12 môn đệ của Chúa Kitô đến đại hội đầu tiên của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga. Tôi đã bắt đầu tập hợp một câu lạc bộ gồm những người cùng chí hướng như vậy. Một cuộc hội nghị quốc tế được tổ chức, trong đó có đại diện của 12 quốc gia tham gia. Đó là một trong những kết quả đầu tiên đạt được, bất chấp bầu không khí thân mật gần gũi của sự kiện vừa diễn ra. Tuyển tập hội nghị khoa học, kỹ thuật được xuất bản vẫn được mức độ khoa học rất tốt. Những ý kiến phản biện rất mang tính xây dựng, tôi coi đây là một thành tích quan trọng. Ngoài ra, tại Beirut đã thành lập đơn vị thương mại, công nghệ, kỹ thuật, vũ trụ. Estrogenia Technology LLC đã tổ chức thực hiện dự án của tôi. Hiện tại tôi là người sáng lập và là nhà đầu tư duy nhất trong đó. Cách đây không lâu, một đánh giá quốc tế về tài sản trí tuệ của tôi đối với phương tiện vận tải toàn hành tinh đã đạt được. Số tiền định giá là vô cùng lớn, 9,7 ngàn tỷ USD. Điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên do tác động kinh tế. Do tác động kinh tế và xã hội toàn cầu từ việc thực hiện phát minh của tôi có thể mang lại, nếu chúng ta tính toán tác động trực tiếp của việc công nghiệp hóa vũ trụ không gian phi tên lửa, thì một phương tiện bay khổng lồ có thể vận chuyển 10 triệu tấn hàng lên quỹ đạo trong chuyến đi sẽ tiết kiệm được ít nhất là 20.000 tỷ đô so với việc sử dụng tên lửa, tức là chỉ cần một chuyến bay vào vũ trụ cũng đã thu hồi lại toàn bộ chi phí đầu tư và mang lại lợi nhuận 10.000 tỷ đô. Phương tiện vận tải hành tinh OTC trong mỗi chuyến bay, ngoài chở được 10 triệu tấn hàng, 250 kg cho mỗi mét dài của thân tàu, sẽ cho phép đưa lên quỹ đạo vũ trụ cấp 1, số hành khách lên tới 10 triệu người, tới 250.000 trên mỗi km dài của thân tàu, hàng hóa từ thứ cần thiết để tạo ra ngành công nghiệp vũ trụ và trong tương lai, nguyên liệu thô mà ngành này sẽ phải xử lý, cũng như là các sản phẩm mà ngành vũ trụ sẽ sản xuất và gửi về trái đất cho hàng tỷ người tiêu dùng. Hành khách trước tiên là được các chuyên gia tham gia vào việc kiến tạo nền văn minh, vận hành nền công nghiệp vũ trụ quỹ đạo thấp. Trong một năm, một phương tiện vận tải toàn hành tinh có thể vào vũ trụ tới 100 lần. Như vậy, chỉ trong một năm, nó đã làm được những gì mà ngành công nghiệp vũ trụ mà tên lửa trên thế giới hiện nay. Xét tới tải trọng lâng hàng hóa của tên lửa và một lượt phóng tối đa có thể thực hiện sẽ cần tới hàng triệu năm, đồng thời chi phí đưa mỗi tấn hàng lên quỹ đạo chưa đến 1.000 USD sẽ giảm hàng ngàn lần so với chi phí phóng tên lửa. Phương tiện vận tải toàn hành tinh thân thiện với môi trường, chỉ chạy bằng điện, cho phép thực hiện tiến hành công nghiệp hóa không gian quỹ đạo. Để làm được điều này, cần phải đóng cửa dần tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp có hại cho sinh quyển trên hành tinh, đưa chúng lên hoạt động trên quỹ đạo với các nguyên tắc thân thiện với môi trường cho vũ trụ. Bước tiến này sẽ mở ra những công nghiệp hóa,
công nghệ sản xuất hoàn toàn mới nhờ tận dụng các điều kiện độc đáo trong vũ trụ. Những điều này chưa có trên trái đất, chủ yếu là các tài nguyên vô tận về năng lượng, nguyên liệu và không gian trong vũ trụ. Những cơ hội tuyệt vời cũng đang mở ra trong lĩnh vực công nghệ nano, công nghệ thông tin và truyền thông năng lượng, việc chuyển nền công nghiệp ra khỏi phạm vi hành tinh và cải thiện triệt để môi trường sống chung, ngôi nhà chung của chúng ta, sinh quyển của hành tinh trái đất, đặc biệt là các khu vực công nghiệp, mà không gây bất kỳ hạn chế nào đối với sự phát triển, sản xuất. Và tôi xin nói chi tiết về mình đã nhìn nhận đối với quá trình diễn ra hiện nay. Công nghiệp hóa vũ trụ, ví dụ cư trú trong không gian. Trong quá trình công nghiệp hóa không gian vũ trụ gần trái đất, trước hết cần tạo ra một vành đai công nghiệp vũ trụ, một tổ hợp cơ sở hạ tầng thông qua các công nghệ dân cư bao phủ hành tinh trong mặt phẳng xích đạo. Với tất cả chiều dài thích hợp, ví dụ trên quỹ đạo 400 km cần phải có chiều dài vành đai là 42,5 ngàn km. Công việc xây dựng vành đai bắt đầu từ lần phóng đầu tiên của phương tiện toàn hành tinh. Kể từ thời điểm đó, chương trình sẽ bắt đầu hoàn vốn nhờ năng lượng mặt trời thu được từ không gian vũ trụ. Trong tương lai gần có thể dẫn đến sự biến mất gần như hoàn toàn của các nhà máy năng lượng chạy bằng hydrocarbon ra khỏi trái đất. Theo đó thì các chuyến bay đầu tiên nên được lên kế hoạch tối ưu theo cách đưa nguyên liệu thô, thiết kế và con người lên quỹ đạo nhằm xây dựng tổ hợp vũ trụ, đồng thời cung cấp năng lượng và các sản xuất vũ trụ trở lại. Có rất là nhiều lựa chọn ở đây, ví dụ là quá trình tách nước có thể là được lên sử dụng, làm tải trọng trong quá trình nâng lên phương tiện thành hydro oxy trong điều kiện mặt đất. Đây là một quá trình rất tốn kém do chi phí năng lượng cao. Còn ở trên quỹ đạo trong điều kiện không trọng lượng và trời quang, năng lượng mặt trời có giá vô cùng rẻ, hydro đắt tiền sẽ trở lại trái đất để bán. Oxy sẽ sử dụng để đảm bảo điều kiện sống của những nhân viên hoạt động đầu tiên trong không gian, cũng như là được đưa lại bầu khí quyển trái đất, bao gồm để vá lại những lỗ thủng tầng ozone do con người đã tạo lên từ trước thời đại vũ trụ. Trong thời đại công nghiệp trên trái đất, ngày nay có khoảng 1 tỷ người lao động tham gia trong nền công nghiệp trái đất, bao gồm các lĩnh vực vận tải, năng lượng, truyền thông và công nghệ thông tin. Với sự gia tăng số lượng dân số trên hành tinh, sẽ cần một lượng nhân viên công tương đương trên quỹ đạo tương lai. Do sự tự động hóa và robot hóa, nhu cầu này sẽ giảm đi hàng ngàn lần. Còn 1 triệu nhân công sẽ có không ít khách du lịch, vì trong không gian vũ trụ có thể mô phỏng các khu phức hợp giải trí với điều kiện tốt hơn trên trái đất. Do đó, trên vành đai này cần phải tạo ra các khu dân cư kiểu mới, nơi hàng triệu người sống, sẽ làm việc, thư giãn, điều trị bệnh. Trong một ngôi nhà như vậy cho vài ngàn cư dân trong xã hội kiểu làng thu nhỏ, sẽ được xây dựng trên các nguyên tắc đổi mới, sẽ tạo lên thành phần tốt nhất của sinh quyển trái đất với tất cả những điều kiện tự nhiên cần thiết để tái lập bầu không khí, sự đa dạng của cảnh quan, sinh vật sống, hệ đa dạng sinh thái trên cạn và dưới nước, các điều kiện vật lý thoải mái, và cũng sẽ được tạo ra trọng lực ánh sáng. Trọng lực ánh sáng trong quang phổ tự nhiên, nhiệt độ áp suất và độ ẩm không khí tối ưu, bề ngang của các cấu trúc này lên tới 500m để không làm tăng quá mức cản của gió của chúng, điều kiện sẽ cản trở tốc độ di chuyển của toàn bộ tổ hợp công nghệ. Tại độ cao tồn tại trong trường khí này, mặc dù là ở mức độ rất là loãng, thực tế là ở độ cao 400km chỉ có thể nói được ước lệ về bầu khí quyển, vì mật độ không khí tại đây vô cùng thấp.
nhỏ hơn 1.000 tỷ lần so với áp suất khí quyển. Để con người có thể sống thoải mái trong không gian vũ trụ cần phải có các điều kiện tương đương và thậm chí trội hơn về chất lượng so với trái đất. Trọng lực nhân tạo trên vũ trụ có thể đạt được nhờ lực ly tâm. Thoải mái nhất về sẽ là giảm trọng lực tương tự như trên mặt trăng hay là sao hỏa, với gia tốc rơi tự do thấp hơn 5 lần so với trái đất. Khi ấy, một người trưởng thành sẽ chỉ nặng khoảng 15 kg và có thể bay như chim nếu gắn thêm đôi cánh. Trong ngôi nhà vũ trụ sẽ không còn khái niệm ngày hay là năm, vì nó sẽ quay vòng quanh hành tinh trong khoảng 1,5 giờ, tức là 16 lần một ngày. Tức là phải có ánh sáng nhân tạo trong ngôi nhà trên quỹ đạo và một ngày và một năm có thể có khoảng thời gian tối ưu khác với 24 giờ và 365 ngày trong tương ứng. Ví dụ đối với hầu hết cư dân thành thị hiện đại, một ngày có 24 giờ là thứ bị cố định và mang tính ép buộc, bằng chứng là họ sử dụng đồng hồ báo thức thường xuyên. Ánh sáng thoải mái là điều cần thiết trong ngôi nhà cho cả người và thực vật và động vật. Đồng thời ánh sáng phải có chất lượng cao về quang phổ và mang thời gian hầu hết các loại cây đều khỏe và chỉ nở hoa khi thời gian sáng ban ngày ít nhất là 14 giờ, cũng như là có cường độ cao. Ánh sáng yếu có hại cho cây trồng. Lý tưởng cho các loài cây ưa sáng là ánh sáng tương tự như ánh sáng mặt trời. Trong mọi trường hợp, mặt trời là nguồn chiếu sáng trong nhà, trên không gian vũ trụ, hoặc là thông qua sự trợ giúp của gương và thấu kính, đặc biệt là chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Có rất là nhiều lựa chọn ở đây. Ví dụ là quá trình tách nước có thể là được sử dụng làm trọng tải trong quá trình nâng phương tiện lên thành phần hydro và oxy trong điều kiện mặt đất. Đây là quá trình rất tốn kém do chi phí phí năng lượng cao. Còn ở quỹ đạo trong điều kiện không trọng lượng và trời quang, năng lượng mặt trời có giá vô cùng rẻ, hydro đắt tiền sẽ trở lại trái đất để bán, oxy sẽ sử dụng để đảm bảo điều kiện sống của những nhân viên hoạt động đầu tiên trong không gian, cũng như là được đưa lại bầu khí quyển trái đất, bao gồm có thể phá lại những lỗ thủng của tầng ozone. Hầu như tất cả các giải pháp kỹ thuật cần thiết để tạo ra phương tiện vận tải hành tinh và một vành đai công nghiệp vũ trụ đều được biết đến rộng rãi. Và một vành đai công nghiệp vũ trụ đã được thiết kế, được thử nghiệm thực tế và đang được triển khai trong ngành công nghiệp ngày nay. Theo tính toán của tôi, ngân sách cho dự án này sẽ vào khoảng 2,5 ngàn tỷ đô la. Con số này không nhiều nếu xét theo ngân sách quân sự của Hoa Kỳ, hiện nay là gần 700 tỷ đô mỗi năm. Cơ sở công nghệ cho công trình cầu vượt khởi động này sẽ là hệ thống vận tải đường dây, mạng lưới cơ sở hạ tầng và giao thông trên mặt đất ULED sẽ giúp có thể thu lợi nhuận từ các dự án đã được ở giai đoạn triển khai ban đầu bằng cách là vận chuyển hành khách và hàng hóa trên bề mặt hành tinh. Trong tương lai, vận tải đường dây sẽ có tiền đồ lớn như nền tảng để cất cánh và hạ cánh cho phương tiện vận tải hành tinh, cũng như là hệ thống phân phối các luồng hàng hóa và hành khách trên trái đất, từng là một phần trong hệ thống vận tải toàn hành tinh. Giờ đây, vận tải đường dây đã thực sự sẵn sàng cho việc áp dụng thực tế trên khắp nơi trên thế giới. Như vậy là nhân loại đang có một cơ hội để thực hiện dự án này cho nền văn minh. Việc xây dựng phương tiện vận tải toàn hành tinh bao gồm cả công trình cầu vượt dọc theo xích đạo có gần khoảng 100 triệu tấn km, có gần 100 triệu tấn kim loại bằng lượng thép được đúc trên hành tinh trong vòng chưa tới 3 tuần và gần 10 triệu mét khối bê tông cốt thép, tương đương với lượng bê tông để xây một con đập thủy điện Sajalo Suchetkaza. Công suất vận hành của phương tiện vận tải toàn hành tinh là khoảng 100 triệu kW,
2,5 kW trên mỗi mét dài, tương đương với công suất của một chiếc bàn là, hoặc là 10 kW trên mỗi tấn hàng hóa, ít hơn 2% công suất dòng được thiết kế của nhà máy điện trên thế giới và tương đương với sức mạnh của một con tàu, tương đương với sức mạnh của một tàu con thoi sử dụng tên lửa và chỉ có khả năng vận chuyển chưa tới 100 tấn vào không gian trên mỗi chuyến đi, chứ không phải là 10 triệu tấn như phương tiện vận tải toàn hành tinh. Ngành khai thác Bitcoin ngày nay đã tiêu thụ rất là nhiều điện hơn mức cần thiết cho hoạt động của phương tiện vận tải toàn hành tinh. Một thành phố tuyến tĩnh với hàng triệu việc làm xây dựng dọc theo công trình cầu vượt của phương tiện vận tải toàn hành tinh xuyên qua đại dương được kết nối bởi các hệ thống vận tải đường dây sẽ cho phép bắt đầu thương mại hóa chương trình công nghiệp hóa không gian vũ trụ từ cả trước khi nền công nghiệp được đưa ra ngoài vũ trụ. Ngày nay, các tuyến đường theo công nghệ đường dây đã có thể mang lại lợi nhuận. Mọi người quanh đó có thể là xây dựng nhà, phát triển kinh doanh loại hình vận tải. Loại hình vận tải thân thiện với môi trường sẽ khiến cuộc sống trong khu vực xung quanh trở nên hấp dẫn hơn. Tôi chắc chắn các tổ hợp vận tải hạ tầng xây đường dây sẽ mang lại động lực phát triển cho những vùng đất còn chưa được khai phá trước đây. Nhờ những công trình cầu vượt, đường dây, các tuyến đường dẫn thông tin, điện nước, đất đai màu mỡ và sau này là cả sản phẩm từ vũ trụ sẽ được đưa tới những nơi xa xôi. Đưa tới những nơi xa xôi nhất trên hành tinh, sự sống sẽ xuất hiện xung quanh các công trình cầu vượt này. Các sa mạc sẽ dần dần biến mất khỏi bề mặt trái đất. Nhà ở tại miền núi và thềm lục địa sẽ sang trọng, đẳng cấp hơn cả tại New York hay là Paris. Con người và thiên nhiên cuối cùng sẽ hòa hợp với nhau. Cùng với đó, các hoạt động nghiên cứu và phát triển phương tiện vận tải toàn hành tinh sẽ được tiến hành, đòi hỏi gần 5% kinh phí đầu tư vào dự án. Tôi hy vọng rằng chương trình địa vũ trụ toàn cầu mà tôi đề xuất sẽ đoàn kết tất cả các quốc gia trên thế giới xoay quanh các mục tiêu và nhiệm vụ chung, thu hút và tài trợ cho dự án siêu tham vọng được thiết kế để giải cứu nhân loại. Do các đặc thù về kỹ thuật, dự án sẽ được tác động trực tiếp đến lãnh thổ của hàng chục quốc gia, chủ yếu nằm dọc theo đường xích đạo. Và vì lý do chính trị và kinh tế sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới, phương tiện vận tải toàn hành tinh và vành đai công nghiệp quanh trái đất sẽ trở thành một nền tảng không thể thiếu để khám phá không gian xa hơn bằng tàu vũ trụ, có thể tái sử dụng, cũng như là đóng vai trò vành đai an ninh bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa từ vũ trụ, bao gồm các thiên thạch. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là việc thực hiện một dự án đầy tham vọng như vậy sẽ giảm đáng kể áp lực của quyền kỹ thuật nên sinh quyền, giúp giải quyết hầu hết các vấn đề môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh, đại dịch, chiến tranh và các thảm họa khác không thể tránh khỏi. Các sự kiện và lý luận phát sinh từ chúng được trình bày trong các phần tiếp theo của cuốn sách này là minh chứng rằng đây là lúc phải có các giải pháp toàn cầu cho những vấn đề toàn cầu. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Ngọc Bình chúng ta vừa đọc xong phần 7 của cuốn sách Nhà Kỹ Sư Thế Giới. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ Ngọc Bình từ đầu chương trình đến giờ. Và một lần nữa thì Ngọc Bình xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày nghỉ thứ 7 thật là vui vẻ, hạnh phúc. Vâng, Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong livestream ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc sang phần 8 của cuốn sách này. Và xin chào.